Rồi. Cái đéo gì đây? Rồi có kim ngân gì đây? Mà kim ngọc thật là kim ngân phết chứ. Cái gì con? Cho cụ nhường nhá, cho ngân nhá, cho linh anh nhá. Thành cút. Không, điên. Ở vào đây. Nào, chúng ta cùng lựa chọn một nhân vật may mắn để có thể lên cao thủ nào. Đi mẹ kia. Chọn một nhân vật cực kỳ may mắn để lên cao thủ nhá. Đi mẹ ông Nhi. Lên cao thủ rồi, thôi mày. Bố là chưa lên cao thủ, vào. Không, một nhân vật may mắn nào. Đi mẹ Việt tiểu thư, đi đây. Thằng này tao biết, thằng này ngu. Không, bốn thằng này đéo thằng nào may mắn cả. Thôi để lượt sau đây. Chào Thu Hằng nhá, chào Vinh nhá, chào Hằng nhá, chào Hiệp nhá. Không chào nữa. Chưa tìm thấy nhân vật may mắn để lên cao thủ. Ta phải có cảm tình nữa. Ở quên mẹ mất rồi. Thằng Đan Đình Nguyên chân sau nhá, Đan Đình Nguyên. Đan Đình Nguyên chân sau nhá. Tao quên mất mày rồi. Bố mày xin lỗi. Đi mẹ trận sau. Trận sau nhé, trận sau nhé, trận sau. Cái gì rồi? Zilber Sun á, đời tao mà phải đánh Zilber Sun á. Zilber Thuyền. Zilber Sun. Sun cái gì mà Sun? Bố đi support cho. Đánh con Zilber Thuyền này xem nào. Tốc chạy 4% đánh cái gì? Sao tốc chạy có 4% nhỉ? Để mẹ lại xem cái đồ khác nào. Xuyên giáp 65 công vật lý. À, tức là con này có tốc. Lấy từ cái này nào. Ở đi mẹ mày, bố mày đi tốt cơ mà, bố mày đi support cơ mà, sao lại tránh? À, cái bọn gạch hàng ghê cơ. Không sao, bố mày thì đường giáo động cánh thôi. Đối với Tùng nhá, là Toyota Việt Trì nhá, ông là hành mát vào phần hồ sơ TikTok nhá. Cho bố số tài khoản đây, ghê nhỉ. Ôi, không tiêu tiền mõm đâu. Châm điều thuốc đã. Kẻ rủi diệt xét lớp. Cứ thằng AD bố mày đâm. Nó sẽ lại cầm đấu khí nhỉ. Mà thực ra đấu khí nhau yếu đâu. Hà biết chơi không nghe em á. Bố mày lại đẻ ra con này cơ. Bố nào lên cao thủ rồi thì thôi, nhường cho mấy ông chưa lên cao thủ. Ghê. Uống bia quán cũ. Đớp được cái miếng đáo nào của bố. Bố kêu uống bia quán cũ. Em là bố mày đâm rồi. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Chào mừng đến Bình Nguyên Bất Tận. Con này cộng chiêu 2 chắc farm nhanh hơn. Equality and tenacity are foundations of the Helios culture. Cái gì? Cái gì? Úi dồi.
Nội tại con này nó là cái đéo gì nhỉ? Ra đây! Bố mày không ngán mày đâu, thằng này cầm bộc phá phải không? Cầm bộc phá thật. Cái gì? Cái gì? Nếu như mày thích cái đôi, bỏ mẹ nó, tay đôi mạnh quá. Ôi đồ anh tao xong, tao nó còn nguyên cái máu ra dưới nữa nhỉ? Bố mày đang đợi lại em ngu. Đấy rồi. Ủa mẹ con này hất tung, con này phá chiêu được. Con này có chiêu hất tung mẹ. Cái gì đấy? Sao để nó bơi thế? Thật kia. Đúng là đồ ăn hại. Để con lau nó bơi như thế cũng để nó bơi được, tao đã chịu mày đấy. Time is a compass that guides you to the most precious thing in your life. Don't underestimate it. Ghê mày. Không ganh được trên, ganh được dọc đấy. Đúng không? Lên lại. Lên. Cận địch. Cái lợn má. Buồn lại. Đi mẹ. Tường hơi dày nhá. Còn cạc. Cái gì? Cái gì? No, this is not a weapon. It's an instrument. Gớm mày. Gớm ấy. Gớm ấy. Bố mẹ ăn luôn Rocker này. Đợi đấy rồi cháu nào có phần hết. Làm sao? Làm sao? Sao? Cái gì? Ăn tao. Bố mày chưa thuận tay lái rồi. Đợi 25 giây nữa bố mày lái sao? Tao mà đã cầm con này đi săn đi, còn lâu chúng mày thì thoát được. Còn mày con này cầm quả trùy to nhỉ. Đợi đấy rồi cháu nào có phần. Ui mẹ để nó lau xanh kìa. Đây rồi, hạ xuống đây rồi. Hạ xuống đây rồi. Nhưng mà hạ, các mẹ đéo có mục tiêu đánh đánh cái gì. Mẹ con này. Con này trông đánh chậm đấy nhỉ. À thằng kia lên. Thằng kia bay được không? Lên. Chơi này. Bay luôn nha. Đi mẹ mày, bay trượt bướng lắm mày. Chạm đây. Thấy chưa? Đi mẹ mày chạy lên quận. Chạy đi. Hai cái thằng bố mày bú liếm được. À bố mày thằng bú liếm. Cái gì ra đây? Cái gì? À ghê nhỉ? Vào đây! À không vào. Rồi đeo quân tử nhá. À! Ra đây! Ra đây! Ô, thằng kia mày bắn thế à? Thằng kia mày bắn thế à? Bố mày lên full ram trận này. Có nội tại cái gì? Đánh nó luôn. Mình mạnh nó luôn mà. Tại sao tao phải sợ mày? Tại sao tao phải sợ mày nhỉ?
bỏ. Ta lại solo thua nó nhỉ. Lôi tim thì càng lên. Lôi tim. Lôi lên tim. Đi. Ta phải giảm tốc đánh của nợ này mới được. À được. Đi mẹ này. Thằng này nó cứng quá. Chờ đến lại nữa. Cái gì? Sắp đây. Hả? You have been defeated. Onslaught. Rồi đấy, rồi cháu nó có phần hết. Thằng kia đổi đường nhá, Và bố đi săn. Sao lại KS? Chứ tướng nó mạnh như KS kiểu gì? Your team has destroyed a tower. Con này cộng chứ một trước chứ. À đây tôi bùi vào xanh nhỉ. À chở tao. Không có đâu con ạ. Nào. Đi mẹ dọn linh nhá. Dọn linh chết rồi nhá. Sau rồi lên ra mít đâm nhau nhá. Ra đây. Đi xuống dưới này tí cũng bắt tường. À bắt thằng này đây. Nhắn mày! Chạy đi đâu? Bố mày tên trộm! Ui xì, cái mềm bay đâu ấy? Cái mềm bay đâu ấy? Không à, em hẹn chó liếm hết rồi. Không à. Thôi xong. Đời mày ra bã con ạ. Thằng kia cứu nó! Thằng kia nó mất tốc biến, thằng AD nó mất tốc biến. Rồi sao nó chạy rồi. Ủa nhiều lính chưa kìa. Nó tự động bay ngược về, bố không biết bay, bố vừa đặt. Con hàng này đi mất rồi. Thằng kia lấy chỗ. Đau mày. Cẩn thận thế. Lên kìa. Đây này, con AD này. Thấy gì chưa? Chơi nó, cho bùi bùa đỏ nó kìa. Cho bùi bùa đỏ nó nhá. Chạy đi đâu? Đủ ngu mà còn nốt cái gì con kia. Sao mày lại nốt? Người đánh người nhúc. À, ăn à. Thế mà ăn rồi. Dance does not threaten. Dark Slayer has been defeated. Than any other meat. Tao cần một tấm biết rồi lên cơ. Bố nào muốn lên nhỉ? Dark Slayer has been slain. Lotus. Kia, bay sấp ba kia, sấp ba đấy. Thấy chưa? Đi mẹ có một con xe mà thằng nào muốn lên. Kẹp ba công an nó bắt đấy. Ok hàng kia. Có xe ghẻ thằng đéo nó muốn lên. Điên à, cái chỗ này nó mắc khớp. Cái đéo này có đoạn cua thì nó hơi bé. Ông này hết mắt vào phần hồ sơ TikTok nhá. Con này bắt lẻ đúng chướng luôn. Đi mẹ thằng kia ra đây. Rồi bố mày lên full tank. Nhanh. Đây đứng ở chỗ này đồ ngu. Lên. Không bắt con này đâu, bắt con AD được không? Chạy đi đâu. Qua đây dài luôn. Bắn chỗ luôn cho tao. Bố mày đã bắt người còn lâu mới chạy được. Lấy cái dao gai ra. Bố mày cứu mày đây. Nhanh mày ra kia. Bố cũng cụ được đây.
Trời đất ơi, bố còn đi về đó. Thằng kia lại còn lên mắt, lên giải. Tao đây là mắt rồi. Đi về kiếp, chạy đi đâu? Tao cần có một sách. À đây, có sách đây rồi. Từ từ đã. Rồng rắn lên mày. Rồng rắn lên, rồng rắn lên, rồng rắn lên mây mày. Nhanh nhanh nhanh, bố mày ra chở. À từ 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 từ, ăn trong bộ sách nhé. Hàng này cũng ăn chạy mất đó. Nhanh lên thằng A, thằng đường đâu? Thằng đường đâu? Nhanh lên! Đi mẹ phải ra đường thẳng này này, ra đường quốc lộ này. Đi đường vòng tao chịu thôi. Ủa mày quá, mẹ lượn được quá, 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 quá. Đấy rồi, đi mẹ mày. Bằng chịu luôn nhá. Đây rồi, thằng A đây đó kìa. Mày chạy đi đâu? Mày muốn. Tao về, tao về. Bọn mày không cần về, tao về là đủ rồi. Về em đi lắm mày. Nhanh bố còn đi thuyền lên. Đang kì kênh đi. Đi mẹ mày chạy lên quận. Ở đây mẹ nó. Quý nó. Thả con này cho tao, đời chúng mày đúng ra bã luôn, cần đi thuốc đã. Ông nó hack map thì đốc Zalo nhá. Link Zalo để vào hồ sơ TikTok nhá, Facebook in phần mình luôn. Bạn hack như trên livestream nhá, cho mọi lại tố cáo. Daniel Nguyễn, inbox Zalo cho tao. Đi mẹ cái thằng này. Tạo phòng bố vào. Thằng kia, nhanh mày. Để ra bố mày là vàng ngọc đấy con ạ. Kèm tin anh tuyển á. Thì anh tuyển cái đeo thì hiếu lên cao thủ rồi thôi. Còn mày thông cảm nhá, chiều nay tao sẽ chơi với một thằng Việt Kiều. Nhưng mà các anh em trên kênh chat vẫn có 3 slot. Còn tôi là kia, giục cái đéo thì. Đây rồi. Ông là hành mát vào phần hồ sơ TikTok nhá. Quay bút nguyên phần bình luận. Bạn hát như trên live stream nhá. Cho một loại tố cáo. Đi mẹ thằng nào đây. Bố mày còn chưa trách người sao? Cho sao bố mày cầm cây nhá. Hey. Duyệt Phạm 1999. 99 là 3 tuổi ra. 24 tuổi. Anh ấy có comment thế này. Garena đang làm căng hack map và lốc ác, anh em đừng mua hack. Ghê nhỉ. Đáng để bảo bố mà chết. Tao mà năm nay tao 24 tuổi, bố thề với mày. Bố thề với mày rồi ạ. Bố mày sẽ không bao giờ ngồi chơi game đâu. Bố mày đi kiếm ăn. Ok rồi, bố mày không lái xe tốt, mày làm sao mày bú được con. Bố quay bố ra nào, bố lại vào chửi con. Để tao. Này bố mày sẽ đi top. Bố mày cầm con bài gánh tem. Đấy con đéo đi top được ta. Ông là hành ma mình bóc Zalo nhá, link Zalo để vào hồ sơ TikTok nhá, Facebook in phần bình luận. Bạn hát như trên live stream nhá, cho mọi loại tố cáo. Đi mẹ là kia pick trước đây. Để bố mày hút nốt đi thuốc đây. Nó lại cho tao cái con đi thuyền này. Nhưng không, bố mày sẽ không cầm con đi thuyền đâu. Ai ra. À khá nhỉ. Khá đấy. Gấu. Để mẹ đánh con gấu. Con gấu tao đâu rồi?
Ở con cầu đâu? Ở con cầu đâu? Ai này không có cầu à? Tôi bỏ mẹ thôi. Bỏ đánh ai gì cũng được. Mày đi là tao biết con ai gì rồi còn gấu gì nữa. Không sao nhá. Ở sao ác này không có con gấu nhỉ? Cái gì? Khinh bố mày đánh con ai gì á? Không có đâu. Xem đây. Sao lại giáp nhiều đây nhỉ? Thôi sao mà nó dùng ngọc thì buồn cười đấy nhỉ? Sao lại giáp nhỉ? Xuyên giáp. Để cái này đi. Để cái này đi. Để chân bố mày sẽ bắt Kissy. Để mẹ tao skin lỏ. Tao muốn để hôm nào tao mượn skin Bích Hải về tao like. Mẹ skin Bích Hải đắp phải cút chứ. Ở xe này không có con gấu nhỉ? Tao nhớ hát này full skin mà. À full tướng mà, làm gì lại không có gấu nhỉ? Không rồi. Xe này không có con gấu ta. Không sao nhá. Đối với ta con nhé này cũng đánh tiêm thôi. Tốc chạy. Giày giáp. Mục tiêu gần nhất. Ô mẹ thằng gấu kia lầm đường lạc lối à. Ủa. Cái gì? Mày ghi bố mày sao mày không? Cái gì? Cái gì? À chiếm nhẹ, à tay đôi. Bố mày sẵn sàng tay đôi mày luôn. Ý mồm lên là ít thôi. Cứ bị cái gì như vậy mày? Bố mới chặn trái mày đấy. Cẩn thận bụi cỏ. Tấn công tướng địch. Vèo hèn. Cẩn thận bụi cỏ. Cẩn thận bụi cỏ. Ôi. Chiếm 300 đam sát thương đánh cái gì? Vào đây. Cần trợ giúp. Thằng đéo đi rừng, à Vân Ca đi rừng à, ghê nhỉ. Thủ cao lên. Ném nhẹ cho biết là mẹ nó. Cái gì? Đi mẹ à, tao chưa có 4 thôi. Dòng chưa xuất hiện. Đấy nha, có 4 nhá. Rồi rồi, 4 hà đến đây rồi, 4 hà đến với các con đây rồi. Bố mày chọn lính đã. À thằng gấu nó xuống top ấy, à xuống đọc ấy. Bố mày nói như thế rồi. Không sao, là đéo hà xuống cũng vét thôi. Chạy đi đâu? Hả? Chạy đi đâu? Chạy. Chơi game mà chạy. Có mà chạy vào nồi. Chém nhẹ thôi. Bố mày hộ mày thôi. Nhưng bố vẫn phải hit. Đi mày kia. Thằng gấu này chưa bao giờ phải đối thủ của tao. Thật. Thằng gấu này chưa bao giờ phải đối thủ của tao. Mày thích TikTok của tao. Mày thích TikTok của tao. Mày thích TikTok của tao không? Thằng ngu. Dừng nó đây nhá. Cả tao dừng nó nhá. Đồ ngu, đồ ăn hại. Cẩn thận bụi cỏ.
Tao đã bảo thằng dừng nó đấy. Nói đi ông nghe. Đánh thì ngu về giật chất. Cái gì? Ăn tao. Bắt cái đầu buổi bố về này. Chạy nhanh thế. À! Ăn bố mẹ. Ôi mẹ, thằng này cũng còn cầu nhỉ. Đó, thằng này vẫn còn cầu nhỉ. Còn một cân hai ông trụ, lấy trụ bố mới đâu có dễ đấy con. Nói cơ, mình dễ lắm thế. Bố đi về đó. Đi mẹ kiếp. Ông nói hạch ma bị bóc Zalo nhá. Link Zalo để vào hồ sơ TikTok, Facebook, Win phần bình luận. Ác đấy là ác dự phòng thôi. Khi ác chính này bị ban thì sẽ like ác đấy. Còn bây giờ ác chính được mở tội đéo phải like ác đấy. Bố mới cần bắt con gấu này đã. Ra đây. Đi mày em mày chứ. Dành con. Ra đây. An ally has been defeated. Địt con cố rồi nè chứ. Có cái nhà vùi bố mày này. Đuổi cái đéo nhưng mà đuổi. Không. Đi mẹ nó chung một tụi bà giờ này. Dragon has been defeated. Tấn công tướng địch. Ai da. Đi thôi. Cái đéo thằng này nó đuổi ghê đấy nhỉ. Nó đuổi đéo cho con đừng sống nào. Đi mẹ. Không được. Tao phải làm lại mất. Đâu lại đâu, thằng kia nó có hồi máu đấy. Không sao nhá. Ủa đéo lấy trụ của tao. Đi mẹ hai con xe đấy, đâu ít đâu. Gấu này lên giảm hồi máu trước ở ghê nhỉ. Đi mẹ thằng lồn này. Lão nó quen. Cái địt mẹ trụ lồn. Bố mày vẫn đánh trận này thôi. Đi mẹ nó. Ông nói hành ma bình bóc Zalo nhá. Link Zalo để vào hồ sơ TikTok nhá. Facebook bình luận rồi. Thằng đéo là phinh lắm đấy nhỉ. Ra đây. Đây rồi, hàng đây rồi. Cái đi mẹ đúng game lồn, game rác. Cái đéo là bị hất tung được quả đấy nhỉ. Đéo là bị hất tung quả đấy được ta. Cái lời má. Thằng này tung được long kiếm. Ôi không chửi nữa nha. Chửi ban kênh đấy.
Kênh vừa mở xong bây giờ chửi nó ban kênh nhá. Không chửi đâu. Chửi nó ban thật đấy. Không chửi đâu. Không chửi đâu, không chửi đâu. Chửi nó ban kênh thật đấy. Đùa đâu, không đùa. Ban kênh thằng Minh nó cho ra bã đấy. Thử tao đẩy lính nha, tao đẩy lính nha. Ôi, rắn quả cờ. Giật cho mình. Hào ơi, hào ơi, xem nát rồi. Má, trời kìa, đéo là lắm tục biến thế này. Đàn Minh Nguyễn lên đầu mua như chó. Tụi chết yếu nào. Còn mõm nữa. À chết yếu, zero. Video ơi. Cái thằng video kia. Sao ta làm mà mày không ulti? Mày dùng ulti là gì? Hết trận cút, kéo cho vào nữa. Thằng này hôm qua bú nhiều quá rồi, hôm nay không khôn lên được. Mình lao vào đẹp như thế. Nó lại còn đứng ở ngoài nữa, nó đợi. Đợi cái thằng bố mày à. Hết trận bố mày sẽ cho mày nếch luôn. Cái điên thằng AD ngu đấy à. Cầm con van lên đi được, anh cũng thắng được cái con van đấy. Cái mẹ cho game đéo 7.000 tiền 1-2-1. Cái mẹ kiếp. Đi vào đi. Thì cháu bố mày làm gì. Đẩy đường lên. Vài ông lết đi xong đau bão tát. Có những thằng ngu mãi vô lên được. Mày thích tay đôi á. Đẩy đường dòng lên. Mày bị ngu mà mày sao mày đây làm gì. Thôi bốn thằng này hết trận cút đéo cho vào nữa. Bây giờ bố mày sang đường dòng là chúng mày lại có vô ngu sao mày đây. Có biết chia người ra mà đẩy à? Trận đéo nào cũng phải nói. Tấn công tướng địch. Shuka. Cứ vù vào với nhau. Chúng ta thích đi sai đường tâm mà đi này. Bực cá mình. Chơi game lắm TB vậy cả L. TB là cái đéo gì? Thằng kia nó chửi tao à? À, nó bảo chơi game lắm TB. Cầm con này quá kém. Đều thì không biết. Đi mẹ nó còn nội tại đấy chứ. Lắm nội tại thế rồi cái bọn này. Đợi đấy rồi cháu nào cũng có phần hết. Cút. Thì ăn đâu nhỉ? Ăn dòng đi, ăn dòng đi, ăn dòng đi. Ăn dòng đi. Đi mẹ thằng gấu này. Bố mày xem lần này mày chạy đi đâu. Holy Dragon has been defeated.
giả vờ ném ở đây nhưng mà chém ở đây. Bọn mày không vào được, để bố mày vào một combat cho. Thằng bữa tao biết cái đan lôi động đâu. Không, vậy là thằng số 4 nó đã bắt ulti. Thằng ra thì nguyên trận cút, tao đéo cho mày vào đâu. Đánh tình ngu. Lên đồ đang ngu, đánh cũng ngu. Đéo hiểu luôn đấy. Bây giờ mất ra đây thì công chủ kiểu gì? Danny của Lone Danny. Ủa bỏ mẹ rồi. Thằng kia đánh nó đi. Mày là phép đây. Má mày còn gì đủ. Thấy đây cái con này ra mày sợ. Không dám bảo. Win được. Hãy nhớ về nó 15 giây cơ. Toả đéo gì. Ông là hack ma mình bóc Zalo nhá. Link Zalo là vào hồ sơ TikTok, Facebook, Instagram bình luận. Bạn hack như trên live stream nhá, cho mọi loại thủ cáo. Đấy, sợ, 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 sợ. Suốt ngày sợ. Bố mày không mời. Bố mày là thằng cầm cây. Mày muốn một trận nữa bố mày sẽ cho mày ra bã luôn con ạ. Bố mày mời mày, mày không vào nhá. Bố chơi ít cơ mày. Ôi cái tem này còn cái thứ quái vật này. Vào đây. Cảnh không học lý. Nói thật là tao cũng muốn đào cảm cảnh lên cao thủ lắm nhưng mà nói thật là thằng này nó chậm hiểu. Nó không hiểu nhanh bằng thằng Hiếu. Làm gì còn lốc ác nữa hả bố? Làm gì còn lốc ác nữa? Đi đơn cái gì đi đơn. Bố đang tìm kiếm tài năng Việt Nam. Đến đây cầm một con AD quá kém luôn ý. Chưa tuyên nào cầm con AD kém như mày. Đến mẹ bố mới đi mít. Chỉ còn cả đánh thì ngu. Bú liếm. Tài năng trẻ. Trẻ cái đéo đi. Chủ đây. Bố mày sẽ đi mít trận này. Bố mày hóa thân thành. À đi mẹ mày, ghê nhờ. Thế này bố mày sẽ hóa thân thành Kitsy. Rồi đánh Kitsy được. Kitsy. Công chúa bim bim. Mà thôi công chúa bim bim nữa. Cái này là cô tiên thỏ. Đi mẹ thằng nào dùng ngọc ngu này. Mà sao mãi không lên danh được. Ui ôi. Ôi Ngọc này. Đứa nào dùng Ngọc ngu thế nhỉ. Cái thằng chủ ác này dùng Ngọc ngu thế nhỉ. Thế là Ngọc ngu này đánh cái gì. Không sao. Đối với tao Ngọc đéo nào cũng thế thôi. Một con tướng mạnh trong tay một vị thần thì cũng khác bọt ngay. Tờ Việt Hoàng nhé. Không, ác này có công chúa bím bím nhỉ. À có công chúa bím bím này. Một cô tiên thỏ. Gặp con AD đéo với tác dụng gì trong trong tem. Đam đéo có lên đồ thì ngu. Đéo hiểu luôn. À ôi với tao ghê nhờ. Ghê đấy. Phó văn nghệ có phó văn nghệ.
tao muốn là tao muốn nó có một tí ngọc hút máu thôi. Mà mẹ thằng chủ ác này nó cũng có ngọc hút máu, nó hơi kém. Ê, cái thằng anh ra, mày lên cho bố mày một cái gươm hiền chiết. Ê, bên gươm hiền chiết nó là cái gì không? Gươm hiền chiết ấy là cái thanh kiếm màu vàng nó đâm thẳng xuống ấy. Lên cho tao một cái gươm hiền chiết, cho Tường Vi nhá, cho Thanh Phúc nhá. Thằng Phúc mày spam ý thôi, bố mày đã từng ban mày ở bên kênh Khúc Hòa Online rồi đấy, mà còn spam nữa bố mày cho mày đi viện luôn đấy. Tao không đùa đâu. Cho Xuân Đạt nhá. Bố mày không dối hồi đùa mày đâu. Đi mẹ mày, bố mày đã chào rồi, đừng bắt bố mày chào thêm. Bố mày tôn trọng mày, bố mày mới chào đấy. Ông là anh mát vào phần hồ sơ TikTok nhá. Bồi yếu lên cao thủ của sướng không? Sướng quá đi chứ. Nói thật là mẹ thằng Cảnh này, tao nói mãi nó đéo khôn lên được. Tao đéo hiểu sao. Ê bố ơi, bố có biết cái gươm hiền chiết nó như nào? Là cái gươm bằng vàng ấy. Là cái gươm 2, 4 thứ 4 từ dưới lên. Bố mình đến đây. Thằng nó quy đánh, quy đánh. Đánh. Tao đang xuống rồi mà. Ít nhất phải câu nó cái tốc biến. Đây rồi. Nó ăn bùa xanh kìa, nó ăn bùa xanh kìa. Nó cướp bùa xanh kìa. Bỏ lính đi vào cho bùa luôn. Nhảy nó đốt mất ra. Thì cái nhảy đến đâu? Đi. Ê, chạy đi. Quả đánh nó luôn này. Thả nhẹ một bướm ảo nhưng không mất đam. Đi này nó. Từ từ, bây giờ ta phải lên 4 đã. Lên 4 mới có ảo thuật được. Giờ 3 chưa ảo thuật được. Rồi bố mày ăn trong con cua kỳ cục này xong rồi. Bố mày sẽ out level thằng kia. Đồ ngu, đồ ăn hại. Quá ngu. Không lên được 4. Ném nhẹ một đứa mạo. Đu cái gì? Chạy nhanh đấy con ạ. Chạy nhanh đấy. Không có lần sau để chạy đâu con ạ. Đây này, bây giờ mày chạy đi đâu? Cảnh làm việc nó Cảnh. Không làm việc để bố. Thằng con AD đéo thủ được trụ. Quá kém. Đồng ơi, thằng dẫn lên bên đây. Họ tấn nhận bỏ tôi lính. Ước gì vẫn còn nó để cho mình một con để mình đớp. Đéo kịp nhìn mặt lính. Đi mẹ đi về đã. Hai xác rồi. Trần này ảo thuật được. Ờ bố mới không cần khen. Đợi bố mày ghét đến mấy thằng định hot. Bố mày lên đây. Còn rớt Thúy với thằng nhóm nào nhỉ? Đi mẹ cầm con hai ra tê mà để thua vậy con mà lớp với lại con kia. Bố mất tốc biến rồi. Bố mày lên đây. Gì bố mẹ cũng làm đôi sát. Cái gì? Mày thích thế nào? Thích thế nào? Ấn nhầm chiêu rồi, mẹ nó. Không sao nha. Biến mẹ đi, cân ba, cái gì mà cân ba. Cân được là cân, không cân được là thôi. Làm gì có chuyện cân ba mới chả cân bốn. Đồ ngu. Ôi nửa cây. Hấp nhẹ. Làm một cái em này. Đừng dùng một tin như thế. Đồ ngu. Dùng thế để làm gì? Dùng những cái lúc tao lao vào ấy.
Chiêu thức gì em dùng này chứ gì? An enemy has been defeated. Bố mày chưa tốc biến. The iron defense line has disappeared. Mày lại chết. Đi mẹ mày chết lắm rồi mày. Mày chết bố cho mày đi đường mít. Bố mày đi đường rộng cho. Bố mày tên hai đằng kia luôn. Thằng lẹ một đứa nào. Đi mẹ chơi game điếu gì. Không có đam đi, không có đam. Thằng này có thằng support có ulti không? Bố mày chết mày đấy. Chuẩn bị chơi này, chuẩn bị chơi này. Bố mày sẽ tốc biến vào chơi đó. Bố lão. Rồi thằng này lão quá. Thằng này lão quá. Thằng ta đó, thằng ta đâu vừa đấy. Rồi thằng bố mày phải chơi thằng AD này mới được. Bố mày ghét thằng AD này lắm rồi nhá. Lão chịu phá mặt. Tôi đem biết bắn mắt gì cả. Bố thật ngu. Những cái đéo được lên tới tao. Sai cái đéo gì nhỉ. Thế sao bố mày đánh con hai ra tôi cho mày xem. Bày cái thằng bố mẹ. Bày đi. Bóp thôi. Mẹ chơi game tốc biến. Chơi game tốc biến tưởng chết đéo nào. Đánh ngay, đánh ngay, đánh ngay, đánh ngay, đánh ngay. Bị kệ giờ rạch tên cái thằng này. Cái đéo dựng đến lên tay tao. Đi mẹ kiếp. Cầm một con tép vào này, tao bốn một cánh tem thì vấn đề hiểu vấn đề đấy. Thì vì mày mà bố mày không ảo thuật được trận này. Không sao nha, bố mày vẫn ảo thuật được tôi. Đi mày kia, thằng kia đến bên tao. Thằng cờ chế thằng gì nhỉ. Thằng ai ra mà tôi nhảy đâu ra. Bố mày cần một cái gương mình chết. Để đám bố mày to. Nửa cây. Gương mình chết. Đít mỗi con này. Mẹ tắt ở đâu đi. Nó rất yếu hiểu. Chán thế nhỉ. Đánh nhé. Thả nhẹ một bướm ảo. Đứa này tao nó đi rừng nhỉ. Cảnh à. Nó đéo nhảy cho mình chết là cái gì không biết nữa. Bố mày cần đi về đã. Bố hết mana mất rồi. Đi mẹ bảo lên cơ mình chết đéo biết cái gì kia mình chết nó là cái gì nữa. Bố mày đến đây. 16 giây không có tổng biến nhé. Có kháng phép chưa nhỉ? Chưa có kháng phép. Chưa có kháng phép thì đóng sách. Mà bố mày ngứa mắt thằng AD nó tính lãnh rồi. Cái gì? Mày ngu lắm, mày lên cơ mày chết thì mày phải đi cho bố mày thế này. Bố mày là sao từng phép thế này. Mày đi cho thằng kia làm gì? Thế mẹ xuống thôi. Ra đây đồ ngu. Đồ ngu thằng ai từ giờ đến cho bảo nữa. Bọt thôi. Đi mẹ khôn quá.
Đu vào đây. À ghê nhỉ. Dám vào không? Tiếng không lên được cái gương. Đu vào đây một bướm là thành cái lộn cổ luôn. Không ăn được nó nữa thì bố mày chịu thật. Mày khinh bố mày không lên kháng phép à? Cái gì? Thả nhẹ. Tôi bảo đâu về mày? Đâu hết con chó rồi. Đu 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 đu. Đây rồi. Đau là cái đéo này. Đi lại cầm con AD, cái lồn cầm con AD mà phải lên kháng phép. Đúng rỉa rách. Quá rỉa rách. Cầm một con AZT mà phải lên kháng phép. Mà trong khi nó xem nó có đúng từng data. Thì cái đéo nào. Mẹ cầm con AD đéo mới chơi. Chỉ phải chơi game. Bố mày cầm con này thì trận này đúng nát. Tèm nó nát luôn. Còn thế đéo vào tay thằng này nó vớ vẩn đấy nhỉ. 18 giờ có tốc biến nhá. Bố mày sẽ bắt thằng này nó cho chúng mày. À đây là nó có bộ xanh ngon quá. Cái thằng kia đi về làm cái gì? Thiệt mà đúng lúc nó đùi vào chứ. Mình mẹ cái gì? Chưa cái mõm. Bố mày chỉ cần biết mày thua đường. Và mày bây giờ mày đang điếc. Mày phải lên kháng phép. Với một con gia ta diễn rất. Để bố mày cầm hai gia ta chưa bao giờ phải lên kháng phép. Ui đau quá. Được cây. À vẫn muốn chết à? Đi mẹ cầm một con AD mà lên kháng phép. Đấy, ghê mày. Bắn đây đấy. Đi mẹ bắn xa đi ông chúng à. Đi ngục qua đây. Đi mẹ thằng này lại tao nguyên là cái đéo nhá. Tiền đâu. Hai giây tê. Đúng lưu. Hai trận cút nha các bạn ạ. Để mình chơi. Cứ lần đéo là ta nhìn con hai ra tên là ý rằng nó còn cái ulti trên người. Mà tại sao nó lại còn cái ulti trên người được nhỉ? Không dùng bao giờ à? Đéo nào ấy nhỉ? Cầm con hai ra tên mà lại có thua đường. Cặp tướng thì sợ. Cái thằng bố mày. Từ nãy giờ bố mày cô vợ chúng mày quá nhiều. Bố mày đi farm á. Đến mày đi rừng. Rồi nha bố farm nốt tên này đã. Đi mẹ con này farm dùng nhanh ghê. Không có con bò lạc nào đi qua đây nhỉ? Kiểu gì chúng mày chả đi qua đây. Cảm giác chúng mày núp mãi được chỗ à. Cảm giác mày cứ ở trong trụ mãi được á. Cảm giác không thằng nào ra anh quá nhỏ à. Đúng rồi. Nó lại tốc biến. Phải lắm tốc biến đấy nhỉ. Đồ ngu. Sao lại dùng chơi như thế. Mày có chạy lên giời con ạ. Mày chạy được sao gọi mày bùng bố luôn. Trời luôn. Mày ơi.
Sao làm tóc biến thế này? Thằng này hết tin tôi. Sao làm tóc biến thế này? Đánh con hai giờ tê đi hết có một cái tác dụng gì? Bố là cầm hai giây tê trận này đúng bố là bất tử luôn. Kéo mấy bố lên cao thủ nó mệt hơn cả đánh danh chiến tướng. Cảnh không học lý. Đi mẹ cầm con AD 14% đam mà nó cũng cầm được. Tài thật ý. Thật mới ý. 100 điều thuốc ạ. Cầm con AD 14% đam. Trận này bố mày cầm AD. Mẹ kiếp thằng này té. Chứ lắm mày, nhiều người khác cho lên. Thằng Âu Nhi thì tiêu qua bú rồi. Bú lắm đấy. Để cho mấy ông cho lên cao thủ lên nhá. Mấy bố lên cao thủ rồi thôi. Để mẹ ít nhất một tháng đầu tao phải kéo cho mấy ông lên cao thủ hết. Trận này bố mày cầm AD cho mày xem. Là mấy con AD nó dễ thế nào. Mà tao đéo nó vào tay mày nó. Các một con tướng đần. Eo su á. Thằng kia biến AD. Khải có người yêu thằng là chuyên đánh con Ignite. Mà ngu vậy cút thôi. Bố mày đeo cái support. Ash. Ai ngon. Eo su. Eo su của bố mày là eo su thần quang cơ, không phải eo su luyện kim. Rồi, cầm cái này. Cầm cái này bắn nó mới thấm. AXG. Người đấy. Ông nào hành map mình bóc Zalo nhá. Link Zalo để vào hồ sơ TikTok nhá, Facebook kim phần bình luận. Đánh danh cao thủ xem mới hai em. Đi cái khác. Đi mẹ đừng ra điều kiện cho tao. Mày thấy hay nhưng mấy ông chưa lên cao thủ lại không thấy hay. Tức là mấy ông cao thủ ông ấy không vào được. Thằng S2, thằng Luân Bảnh. Đến mẹ mày nhá. Tao nói cho mày biết này. Trận này mày còn phế đi. Bố mày cho mày bốc hơi. Mồm nước đeo này, cục này cục nọ. Đánh cháo ra cái đeo gì. Hai trận AD không có tác dụng. Có cái thuê nhau, cái thuê inbox của phết nhá. Đảm bảo đéo là mất ad luôn. Ở sáng nay bắn eo su ấy. Bách phát bách trúng luôn. Đi mẹ. Tao hút nó điêu thuốc đã. Tao hút nó điêu thuốc lại bắn cho chuẩn. Khải có người yêu tét tướng. Thằng ấy trận cút nha. Đánh thì ngu bú liếm. Để bạn đi lầm đường lạc lối rồi. Cái gì đây? Tozo cầm ma tính à? Ghê nhỉ. Dù trong cho tàn, hoa vẫn sẽ mọc lên. Cái gì? Phù đầu. Và phù đầu con bò. Cả mày nhá. Đéo bắn 1000 đam mà nó không xi nhê gì nhỉ. 2000 đam nó không xi nhê. Đấy mẹ thằng này ngọc tầm một tanh à? Không. Không mà. Một số người đã rời đi nhưng đa số người chọn ở lại. Bố mày xin à? À, thằng này còn láo nhỉ. À ghê mày. À cướp. Cướp này. Mà tưởng bố mày không dám bắn. À hồi máu.
là khi có ai đó đợi chúng ta trở về từ chiến trận. Thằng robot đi chạy rừng đi. Đừng ông ta làm cái gì cả. Bố nó không cần ôm đâu. Thằng rừng đâu? À, rừng đâu? Ôi dồi ôi, sao mà ngu tê bổ thì bổ luôn đi. Với môn thú còn dễ hơn với con người. Ôi dồi ôi, chẳng nhiên còn làm được sai nữa thì đánh cái gì? Sao mà ngu tê? Bố mày xin nhá, đánh luôn, đánh luôn, đánh luôn. Nó không mạnh đâu. À, thằng bò này rất là mạnh này. Bố léo. Mày bố léo. Không. Chấm máu kìa. Mày biến về trong bụi đời mày ra bã luôn. Bố mày khẳng định mày thế. Mày còn rủi đâu ra ấy nhỉ? Bố mày cướp bùa. Em nói thằng đéo đi rừng ta. Dìu. Vida là quê hương của ta. Và ta thề sẽ bảo vệ vùng đất này suốt đời. À liếm này. Liếm luôn. Bố mày đến đây. Our Slayer Lane Tower is under attack. Ô mẹ bắn thằng này 1k đam mà cái đéo này. Không. Không. À. Ra đây. Ra đây, ra đây. Cứ ra đây. Không. Chúng ta chọn ở lại. Đúng rồi, cấu dĩa đi để bố mày dĩa nó. À ghê nhỉ. Ai ủi ai ủi đọc quá. À tay đây. Cái gì? Cái gì? Vậy là cái bú liếm nhanh mày. Tôi nãy giờ không thấy anh Khải xuống đây. Anh Khải chết một phát rồi giờ không thấy xuống đây nữa. Mà đúng rồi. Sợ, sợ con bò nó hút à. Không. À tạch đây. Tạch đây. Bố léo. À, chạy. Chạy. Chạy đi đâu? Để mẹ tí bú liếm được. Bỏ mẹ riêu chạy thôi. Chạy 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 chạy. Đồ ngu. Ở kia đâu, kia đâu, ở kia đâu, kia đâu, kia đâu. Chạy. Chạy đi. À thằng này thích tay đôi. Tay đôi. Mày tay đôi này. Tay đôi này. Anh không. Cứu tao. Chạy. Chạy đi đâu. Bỏ mẹ trong băng. Chạy. Bạn sao đào đấy, nếu mà trộn đùa đâu. Bắn nhẹ. Bắn nhẹ. Xem thằng nào mới phải thằng về. Ra đây. Là bắn dọa. Bỏ mẹ dưu lại xuống, chạy. Thằng này sao nó hồi máu lắm đấy nhỉ. À đau chưa, hết lính. Hết lính rồi. Khải có người yêu vào đúng chỉ làm đẹp đội hình nhé. Bố mày farm. Lính mít thằng nào. Sao lại bỏ mít ra kia. Ghê mày. Ê. Ê! Đi mẹ mày vào đây. Không vào đây. Tanh trụ cả, ghê nhỉ.
ở chính kia, ở chính chúng ta tính đam nhỉ. Trời đất ơi, nó không phải đâu. Đi mẹ bù liếm ghê thật. Thằng số bắt này ngu quá. Cái thằng xanh nhất bản đồ không đi theo, lại đi theo một cái thằng phế nhất bản đồ. Thoái tên gì đây? Amazina. Ui hàng này. Bốc hơi. Ơ ơ sao thế nhỉ? Chúng rồi mà. Tiến biệt thế nhỉ? Không, bố mày không nhường đâu. Mày đéo phải làm cánh tem, bố mày không nhường được. Ơ thì đéo là chúng mà. Chúng rồi, nó đéo tính đam đấy chứ. Không sao nhá, vẫn gánh thôi. Minda là quê hương của ta, và ta thề sẽ bảo vệ vùng đất này suốt đời. Mày ra đây. Mày thích cái đôi à? Đi mẹ thằng này nó ném phong đao. À không. À không ơi, không tính đam. Không tính thì bắn lại. Nè chiêu. Một số người đã rời đi, nhưng đa số chúng ta chọn ở lại. Từ nha, từ cái bình tĩnh. Chưa có nanh bắn hơi xịt nhiều tí. Nhưng mà bây giờ thì vẫn xịt thôi. Núp mãi được. Lại núp. Ra đây. À. À. Những pha quyết định Hà bắn đéo được trượt luôn. Cái gì? Cả mày nữa. Cái gì? Cái gì? Ăn tao. Không mà ăn viên chi kích. À lại cay. Chơi game mà cay cú. Chơi thế là đéo quân tử nhá. Cái gì? À tay bơi. À lại chạy. Cái gì? Vừa ra nửa cây. À mày nữa. Mày có biết bố hơn mày bao tiền không? Cái gì? À, thành đôi. Cái gì? Bắn nó tóe khói ra quần luôn. Thầy nói chuyện với môn thú còn dễ hơn với con. Cái gì? Ơ, chúng mà. Nó có tính gian nhỉ? Trời đất ơi! Nó làm sao mày bằng mày được? Không! Ở cơ mày! Bụng tạp đâu? Ý nó đá bố mày lộn cổ nhỉ? Không chết được. Thế làm sao được? Ê, không có đâu. Cứu, chưa một đập chậm nó mày. Đứng cỏ mà bắn được. Cái lồng rát. Chơi game mà hack map. Đi mẹ bắn nhỉ? Bắn nó có mấy viên mà làm gì nó làm căng thế nhỉ? Cái thằng này. Trời không quân tử. Cái gì? Đi mẹ chạy đi. Cái gì? À chạy à? Cho chạy đấy, đốt chạy được đấy. Đốt chạy được đấy. Cái gì? Má nó chứ. Cái gì? Đi mẹ nó. Trời nó lượn lách ghê quá. Má nó. Nó lượn ghê quá. Đi mẹ đúng là tem giác. Lính thì đeo đẩy trụ mực tiêu đi đeo ăn.
Thằng rừng này cho vào cho đẹp đội hình đánh đéo thằng này. Hết trận cút để nó vào nữa. Tiền nó pick tướng như thế là tiền nó đéo có cửa bật rồi. Để bố phun đồ đấy nha. Đi mẹ rừng không muốn không rồi. Cái tao rồi, chửi tao rồi. Chửi cái gì? Tao lại bị ăn cò rồi. Có độ tuổi. Ta thấy nói chuyện với môn thú còn dễ hơn với con người. Đã ra mà rỉa máu nhỉ, cho bố biết đớp tí. Cái gì? Cái gì? Ôi chân máu kìa. Đi mẹ nó chân máu kìa. Nói chân máu bọn này nó không đi biết đớp. Một số người đã rời đi. Nghĩa. Số chúng ta chót trở lại. À đỡ đam cho đồng đội quân tử đấy. Thế quân tử đấy. Cho quân tử đấy. Cho nó bay. Nó không mạnh đâu. Cho nó. Một thằng. Thằng thứ hai. À chân ba. Một thằng. Thằng thứ hai. Để bố. Đây rồi. Để tao đây tao mega mega mega. Trời ơi mega. À, nhưng mà chip của kêu hay sao nhỉ? Bắn trúng rồi đâu tính đam ấy chứ. Có phải tao không bắn trúng đâu. Ở tao không tính đam của đấy nhỉ. Bố mày đỡ luôn. Bố mày không cần né. Mày bố. Đi mẹ chơi game. Mày lao. Bắn nhẹ một viễn trinh kích đi nhá. Sao chủ bắn tao nhỉ? Không ơ chạy thôi. Đuổi. Mày. Hạnh phúc là khi có ai đó đợi chúng ta trở về từ chiến trận. An ally has been defeated. Biết biết quả đấy bắn là trượt rồi. Ta thấy nói chuyện với một thú, còn dễ... Tao chỉ cần ngoáy 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 rồi chúng nó đã sợ mẹ rồi. Tay đơi cơ á, gớm nhỉ. Ôi dồi. Bắn thằng này. Ui 3k đam. Nhắm chơi 3k đam. Bố để lên lên á. Rồi bố mẹ đéo cả lên dài để bố để phun công bắn vào đầu. Và ta thề sẽ bảo vệ vùng đất này. Đi mẹ thằng bò lên giáp trúng cổ rồi. Rồi đấy rồi cháu nào cũng có phần hết. Dù trong mỗi lần tốt mới ăn được 5 mạng rồi vẫn sẽ mọc lên. Thì mẹ cứ nhây nhây khéo thua thật nhé. Đào chưa. Là khi có ai đó đợi chúng ta trở về từ chiến trận. À cái gì? Cái gì? Cái gì? Ra đây. À nhé. Nhé đi, cả thằng bò vào đây. Bố mày sẵn sàng yêu thương mày luôn. Thế cơ mê. À, không ăn đi cơ, không ăn thôi. Bố lại đánh nhá. Thằng này không chịu được hai bắn ta đâu. Ôi trời điên rồi. Mày bố. Về đây đàn kỳ công ơi. Về đàn kỳ công thì nó ra rồi. Thầy nói chuyện với một thú còn dễ hơn với con người. Về kỳ công ơi, về đàn kỳ công. Tố cáo nó. Đi mẹ, tố cáo nó. Dọa bố mày à? Cái gì? Cái gì?
Cái gì? Vô đó. Bố láo với tao. Ấn nhầm tốc biến. Bố mẹ thằng AD đâu kìa. Không đớp được để bố. Đi mẹ chúng mà không tính đam. Game rác. Ăn tao. Ăn tao. Ông có em đánh con đeo su nữa. Đánh con đeo su để game nữa. Nhàm quá. Không thích. Ông là hack map inbox Zalo nhá. Link Zalo để vào hồ sơ TikTok, Facebook, phần bình luận. Tố cáo tao, tố cáo thế đéo là được. Đi mẹ kiếp. Tố cáo là tố cáo mẹ cái bọn nó gì. Nó phang vào bụi. Cái này là chiều định hướng. Sao tố cáo được. Không có đâu. Anh này anh vừa dọa tố cáo tao. Đi mẹ anh cũng đánh 1300 trận. Ui, đi mẹ gái à. Không sinh. Lần mới đấy. 40% đam, 180.000 sát thương. Làm được thuốc à? À thằng kia tăng cả Garena như quân mobile mà. Ghê mày. Dọa bố mẹ à? Dọa sai người rồi đấy. Đánh thì ngu, bố liếm. Vào đây. Thế là bố mày hút điếu thuốc à? Ông này anh map inbox Zalo nhá. Link Zalo để vào hồ sơ TikTok, Facebook, nghìn phần bình luận. Bản hack như trên livestream nhá, cho một loại tố cáo. Em ngân hơi chậm đấy. Thôi đợi tí, tí thằng Zana nó vào thì em vào. Không đi mẹ em vào, bố tao chẳng gánh được. Đánh nhau xô nữa, đánh nó khác. Rồi bố mình sẽ đánh một con gánh tem. À gấu legend. Ghê nhỉ. Tao chả cái thằng đéo nó đánh được cả. Nên đừng có nói liên. Đừng có bảo tao ảo thuật. Ảo thuật cái đéo. Cái gì John á. Không bố em với thằng cầm AD. Không có đâu. Cho nên bố mới sẽ đánh được chết cơ. Đi mẹ bố không nhường AD cho mày được. Được chút. Cơ. Đi mẹ tí sạch thuốc. Mày nghĩ bố mày sẽ sợ mày là con Oliver Zidu kìa. À nhiều tanh ghê. Bố mày khác có build đồ tanh cho mày. Muramasa kiếm phơn nhai. Bố tanh thì cũng thế thôi. Tao cần một thằng đam tay nhiều tí. Má đấy còn Arthur đánh cái Malok thì đéo đánh. Đéo mới đánh Malok. Rồi đéo mới đánh Malok. Không sao nhá, trận này bố vẫn gánh thôi. Zephyr cầm bộc phá, thằng này hết trận cút. Đéo đâu vào nữa. À Superman. Ghê nhỉ. Thằng nào biết đánh Malok không nhỉ? Bố nào biết đánh Malok không nhỉ? Ôi. Mệt đi. Thiếu một thằng đi tôm đi. Địt mẹ nó lại còn pick con eo số đấy chứ. Địt cũ như thế. Đúng cho cano rách. Không sao. Cho Ken. Hiếu á. Hiếu lên cao thủ rồi. Cho Hiếu next rồi. Hiếu lên cao thủ thôi. Chơi gì nữa. Nhiều người khác. Đi mẹ chơi đi thôi. À thằng Tara đi rừng rồi. Hai thằng gấu đi rừng nè. Để bố mày đi đường rồng, bố mày còn trị được chúng nó. Chứ để lại mày đi đường rồng là nát đấy. Không, thằng Hiếu không vào nữa. Bú thế rồi. Từ hôm qua hôm nay bú mười mấy trận. Thế thôi. Cái gì nó có giới hạn của nó thôi. Không bú nhiều, bú nhiều quen thân đi.
Chị mẹ eo xui Khảo Vi Ca Vi cái gì đây. Hà yêu tao không? Yêu cái thằng bố mày. Đừng nói đến cái thằng phân biệt vùng miền, cái thằng Phát đây làm cái gì. Đừng có nhắc cái tên nó trước mặt tao. Bố mày cho bốc hơi đấy. Chào mừng đến với tập trung bố mày đánh trận này. Ông là hack map vào phần hồ sơ TikTok nhé. Anh đi từ dưới này. Không, mày đi tốt mà. Cái gì đây? Cái gì là bố, các bố bàn luận chiến thuật cái gì đây? Thằng đéo là bật mic nhỉ? Thằng nào bật mic tắt tao cái mic cái. Bố cấm chat rồi đấy. Thì bố mày cấm chat thì đương nhiên là mày sẽ vào sổ luôn đấy. Thì mày cấm chat luôn. Và tí nha, tao bắn thằng tờ lính này tao cấm chat thật luôn kia vào. Mà lông lên cho nó mà lông. Tối nay tao cấm chát tao lồn này bác. Đi mẹ mày sủa này. Ô đời mày ra bãi mà lốc ạ. Chạy đi, chạy đi, chạy đi. Còn không sao tao ăn được thằng kia. Này bố mày cho lên siêu siêu đu bắn tanh. Cái gì bố không sợ mày đâu. Con chim kia trước sau của tao thôi, đúng ngu. Ăn thế một người ăn. Nó ăn một xanh nha, nó ăn một xanh nó. Đúng ngu. Bây giờ thì Nhung thì có cơ hội gì nữa. Mày phải đi ra đằng trước đi. Đấy, giả vờ như chỗ này không có ai. Cho đưa tao này. Xong ra nó. Thế chọn nhau cho thằng Eo xui vào nữa nhé. Ngắm bố ngắm mẹ mày, bố mẹ mày ngắm nhau đấy à. KV cái lồn gì đây. Bố đi mày. Đi mẹ thằng ma lốc phải hết trận cút nốt. Đó tao vào nữa. Cái gì đó là đánh xuống bót cái đúng đằng sau. Đánh nó đi. Hai tại sao tôi chuẩn cho ta? Our Slayer Lane Tower is under attack. An enemy has been defeated. Để mà mày ta mà cho thằng AD này vào một trận nữa bùa bùa cho thiệt hạ luôn. Nhóc chơi. Cẩn thận bố cò. Đi mẹ thằng này. Bố mày mà cho mày vào một lần nữa nha, Eo Su nha. Bố mày sẽ không bao giờ chơi game nữa. Bố mày nói thẳng luôn. Cả thằng ma lốc. Thằng ma lốc tù đường dưới để bố chạy đường trên. Một mặt này nó cứng đấy nhỉ. Được mày thằng này nó phá. Cho sao bố mày sẽ lọc người. Không cho chó vào nữa, chó vào quá. Cho sao bố mày sẽ không cho cao thủ vào nữa đâu. Thật, cho sao bố mày không cho cao thủ vào nữa đâu. Cao thủ cái đéo thì cao thủ tất cả những thằng cao thủ đi mẹ vào danh tao đều thằng ngu hết. Đéo một thằng nào khôn. Mẹ thì thật lộn cứng mà. Địt mẹ thằng này nó lên giày giáp và lồng thật. Nó lại bỏ đây địt mẹ thằng này. Ê bố mẹ mày đang ở trong đu quần tao đây này con này. Bỏ lên mà bú. Địt mẹ nó phá thật. Thằng mày không đi lên được trên tao. Mày không đi lên được trên. Mày không đi lên trên để tao đi lên sau. Thì mua cái đéo đi. Yeah.
Được, mày biết thế chậm còn 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 con AD cầm con Slim. Cầm Slim là đánh được. Đánh mít đây. Cho nó chết thoải mái đi. Cho nó chết thoải mái đi. Đéo quan tâm nó sống hay chết đâu. Đi dường không ai không. Đây là lý do ta đem muốn cho cao thủ vào đấy. Cao thủ toàn ngu đi. Đập mít. Đi mẹ nó cho cái nó rách. Đi mẹ, mẹ xem nhau ta lồn lao đeo cái mỏ bố mày. Ngủ quá cái tiền đi mà. Slayer Lane Tower is under attack. Your tower has been destroyed. Đi mẹ ơi mẹ mẹ. Điều đi mẹ. Don't forget to shut down. Here. Catch. Cô vào cái mạng bố của cô vào. Đi mẹ thằng gấu này láo tuyết. Mày nghĩ mà mạnh hơn bố mày không có đâu. Ủa cái đéo gì này. Ông nói hack map inbox Zalo nha, link Zalo để vào hồ sơ TikTok nha, Facebook phần bình luận. Và hack như trên livestream nha, chấp một là tố cáo. Đúng. Mày quá trận này còn cầm AD. Mẹ mày ăn tao. Đấy là thằng chất. Chất của thằng phá rồi đấy nhá. Mày nghĩ mày đi theo bố mày là bố mày sẽ tọt nó không? Bố mày không tọt được. Đấy, mày quá thật kiên hiến mạng cho mày. Mày thế? Từ từ nó đi đuổi Eosu đó đuổi mình. Joke's over. Phan ra. Thật kia kích công ơi. Thằng Malok lên một cái đạo chùa Malok. Mà lốc lên một đao chùa rồi đây. Không sao nhá, chém nó không khôn đâu. Chém nó không dạng ngu thôi. Không đánh cho thằng kia nhá. Bên đó là không thể đánh cho thằng kia đâu đấy. Không, mày không đủ đam được. Mày làm sao đủ đam ăn bố mày được.
Má em nhìn con này nó lắm. Nó xanh, nó nhiều đam thật. Nhìn mẹ thằng này nó xanh, nó nhiều đam quá. Không sao, em Uyên. Nhưng con cạc. Thằng Malok đi theo thằng Malok. Kháng phép lên Malok. Rồi lên sau cái đây lên kháng phép nhá. Đi mẹ thêm còn thằng Zephyr nữa. Địt mẹ cầm con lau đeo đéo tác dụng lồn. Múa vang vào. Bố mẹ đòi lại bùa của bố mày thôi. Đấm biết mẹ thằng kia. Malok theo tao. Malok theo tao, theo tao. Thằng Zephyr là nhà thủ lĩnh nhá. Và đi mẹ phải điên à. Oh, I'm beautifully sane. Mà ba con này quay lại đây làm gì? An enemy has been defeated. Tấn công cái bà bố mình tấn công à. Để bố mình dẻ nó trước ra. Mày đéo hiểu cái gì về game mà. Nhưng tay dài thì phải để dẻ trước chứ. Đúng rồi. Mày bố lão. Mày bố lão. Chết tôi đó. Thằng gấu nha, thằng gấu nha. Gấu vui tên bại nha. Gấu vui tên bại nha. Bị mẹ cầm con lau đi ông ngu như chó. Quá ngu. Thằng đéo được mà đi tay tao. Mày nghĩ bố mày sẽ sợ mày không? Yên tâm, bố mày không cho mày cái đao vào mõm. Đánh nó đi vào lớp, mày có đao chua lớp. Lùi nhẹ đấy, lùi nhẹ nhá, lùi nhẹ nhá. Mày bố láo á. Mày chưa hề mạnh hơn tao đâu. Thằng danh con. Mẹ kiếp. Để bố mày ăn thì không để. Việc của mày là bắn được HD Zephyr ạ. Còn để bố mày bắn HD thì bố ban mày bị điên luôn. 36 giây phi công kìa. Đừng dùng đâu. Đánh đi! Mày không đánh đi! Mày mạnh lắm đi! Cứ đánh đi! Ui dồi ôi! Mày cầm con Malok đúng bẩn cái tướng của tao! Cầm con Malok đúng bẩn cái tướng của tao! Lao đi ạ! Hết trận cút luôn! Nhớ cho vào nữa! Con lao đi ạ! Tại sao mày lại chết? Bố mày hỏi mày tại sao mày lại chết? Mày làm cái đéo thì ai bắt mày? Thằng Giáp nó chơi tao rồi cơ mà! Cho cá nhau ra thôi bỏ mẹ ăn cờ. Chưa thua được, thua thì đéo cho thua được. Thua thì đéo là được. Bố mày ra rồi làm gì có chuyện thua. Cái trận này thằng Luân cút. Đó cho bạn đó. Đánh chỉ ngu mõm. Theo tao. Nó cho bụi vừa xanh ấy. Nó cho bụi vừa xanh mình nha. Từ từ. Đồ ngu để bố mình diễn trước đã chán thế nhỉ. Bọn nhớ nhập lồn về game.
Quả đấy để bố bắn quả tên lửa đấy, còn thằng Aden yếu máu không? Ủa trúng rồi mà. Đấy mẹ là gấu đây nó phun đồ từ bao giờ nhỉ? Đoán kỳ công kìa, đoán kỳ công kìa. Lên! Không lên bây giờ, không bao giờ mới lên được đâu. Tiền đâu? Đánh nó! Địt mẹ thằng Ma Lốc rồi nhá. Địt mẹ bay thằng Aden cái kia. Thằng gấu đầy nhà kìa. Thằng Luân bạn từ giờ tao sẽ không chơi được vào đâu. Vì thằng Aden nó không dí. Cứ đi riêng thành đúng không? Cút! Đấy nó vào đó. Thằng Đan đi nguyên nha. Cút! Bố mày đánh nguyên một cái combo nó vào người rồi. Bơi bơi toàn đến cái trong móng mỏng thì dễ bơi bơi trong móng dày. Nghĩ mày mà tao phải nhắn tin nữa. Địt mẹ mày cút ngay! Như chó. Địt mẹ mày, bố mày hủy bạn bè mày luôn. Địt mẹ thằng chó. Xóa bạn bè đâu nhỉ? Thì mày đòi tao thế. Địt con mẹ mà bố mày nóng mắt rồi thế. Bố mày đã để cho mày chơi đến trận thứ tư rồi nhưng mày đéo con lên được. Thành đạt đâu nhỉ? Cút. Chơi được cái đéo gì, đánh đánh 4 trận, không trận nào biết chơi. Cầm con Ma Lốc đéo biết chơi nữa. Đéo gì vậy? Thôi thôi, tao ghi thằng lồn này đã. Lão đại từ giờ không vào nữa. Bố mày không phải sát tủ rồi. Bố mày sát tủ thằng ở đây nó còn lâu được chơi game. Bốn đứa chúng mày cút. Không thằng lồn được vào nữa. Để mới đây. Đi mẹ kiếp. Thằng lồn nó tem vừa rồi vào. Bố cái chết. Lồn biến. Thằng lồn này chẳng vượt thằng Ma Lốc phải không? I am Zan. Rồi đéo phải. Rồi trận trước có đánh con gì? Đừng chửi bạn. Vào đây. Đánh thì ngu. Mẹ cầm con lau đi lau được bơi. Cứ đi bơi với thằng máu dày. Thằng máu mỏng thằng ăn đấy nó lùn lùn như thế. Đéo bơi. Cứ để thằng ăn đấy nó bắn. Cũng là đủ con lợn. Chơi mấy thằng thiểu năng nó chán nhỉ. Your team's turn to ban. Bố mày đã nguyên cái combo của thằng Tara với lại thằng Seniel rồi. Bọn ở trên thì đéo làm được cái gì, bố mày đi rừng. Không nhớ chó đi rừng nữa. Ngủ đéo chịu được. Wow, đéo gì. It's your turn to pick. Đánh 126, 126 này. 126 là 160, 160, 180, 190 trận mùa này. Vẫn còn tinh anh. Đòi đi rừng. Rừng cái được bố mày. Gần 200 trận mùa này vẫn còn tinh anh. Bố không ăn đi. Bố mới cầm tu lên. Nếu thằng nào cầm ngọc này thì tao cầm ngọc này ta. Ủa nó không cầm tốc hành à? Không cầm tốc đánh tốc chạy. 5% tốc chạy. Sao tốc chạy ít thế nhỉ? Đi mẹ con tu lên mà tốc chạy như thế này thì chạy làm sao được người ta.
ít nhà phải có 5% tốc chạy chứ. Lấy cái này đi. Địt mẹ Ngọc 84. Bỏ mẹ rồi. Ngọc 86. Bỏ đi mẹ Ngọc 86 không được. Nếu có con không. Đổi cái phù hiệu cái. Cầm con tôi đĩa biết làm một cái gì. Vào giao tranh thì ngu ngơ ngơ ngơ. Cá mừng. Đương nhiên tao sẽ cầm tốc hành rồi. Còn tôi len rồi cầm tốc hành nó mới mạnh. Còn tốc biến nó không mạnh đâu. Bởi vì riêng cái lôi động của nó đã là 3 lần tốc biến rồi. Chỉ là nó không qua được tường dày thôi. Đi mẹ kiếp toàn cái thứ quái quỷ gì không biết nữa. Nó ngu bốn thằng kia đéo biết làm cái gì. Ba thằng kia ấy, bởi vì thằng Elsu nó phá tao không nói. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Kiểu đợi được bú liếm nó quen rồi, bây giờ không được bú liếm nó không chịu được. Đang tới. Tấn công tướng địch. Rioma. Ăn sẵn nó quen rồi. Người khác gánh nó quen rồi. Đàn đi. Nó chỉ ngu. 4 trận, đéo trận đéo là biết đánh rồi. Cái gì nhỉ? À, ta tốt tu lên Việt Nam, tốt tu lên Hà Nội. Tốt tu lên cái gì nhỉ? À, tốt 2 ra tới Hà Nội. Rồi, có máu đây rồi coi. Rồi, có cua đó. Úi, cả đi. Chẳng ai kiểm soát được ta. Cẩn thận bụi cỏ. Thằng dừng giáp vào miếng với tao này. Thằng dừng giáp vào miếng với tao này. Lên đi. Nó không có gì để đánh mày đâu. Thấy chưa, bố mày ăn một con quái rừng. Bố mày trả cho mày 3 con lính nhá. Đi mẹ lái bắt cướp ra. Bây giờ thôi. Mày nghe đây, nghe đi. Nhắm mày. Rồi, đẹp rồi. Đánh ngược nha, đánh ngược nha. Đánh ngược, đánh ngược, đánh ngược, đánh ngược. Bước nào, bú ghê nhỉ. Ghê đấy. Ai ăn cơm mặn cũng được. Nhưng mà đớp xong thì phải làm được việc. Nếu mẹ đớp xong rồi trả mạng sát đao thì bố cho bốc hơi đấy con ạ. Thằng ta ra cẩn thận nhá, dừng nó canh mày đấy. Dừng ơi, giúp với nào. Chồng bôi. Rồi, đồ ngu. Sao mà ngu thế. Bố ơi, tao quay lại rồi, mày có đi lên đấy làm gì. Không kịp đâu con ạ. Kìa tiền đâu. Không sao cả, thằng kia đánh tiếp đi. Đánh tiếp đi, tôi đánh tiếp đi. Đánh tiếp đi, chạy đi, thằng kia. Đừng để non mạng hồi chiêu giờ. Cái điếu thì không biết đấy. Quả đấy mà hồi chiêu. Mẹ má, quả đấy mà hồi hồi tốc chạy thì ngon. Thằng eo xu mình đớp 3 mạng rồi đấy nhá. Đánh chỗ đây con. Đúng rồi con. Thằng Minh nó canh mày đấy tốt. Thằng Minh nó canh mày đấy. Mày còn chưa chạy đấy. Mày mất ulti thì phải không. Đấy giảm bờ đi ra đây. Nhưng mà tóc hành lên để bú con này. Mày bố lão. À cả thằng này nữa. Ghê nhỉ. Mày bố láo à. Ra đây. Thằng kia đi rừng thì phải biết thăm rừng nhá. Đi mẹ mày đi rừng bỏ rừng từ nãy giờ đấy. Rút lui.
đi rừng cái đéo một cà chín tiền đi kìa. Hả? Ta ghét những kẻ không quyết đoán. Thế trận bố mày cho mày bốc thôi. Đánh lên, đánh lên, đừng về đánh lên. Đừng dòng đánh lên, đừng dòng đánh lên. Về đánh lên. Chạy ra được hướng này này. Không chạy lên đây làm gì cả. Ý mẹ ngu của tôi. Thật đéo nào nhỉ, địt mẹ dùng lôi động mà nó vẫn trượt rồi thế sao ta. Địt mẹ mày bốn thằng ra bú một tên lính ở mít. Trong khi hai cánh thì bỏ nguyên. Thật đéo là chúng mày có đam mê, có vẻ đam mê ăn lính mít nhỉ. Đem bên đây, bố lên tốt. Địt mẹ kiếp. Là lắm to đấy. Không làm gì cũng có cờ. Ra đây. Ra đây bố mày yêu thương mày. Đông quá nhỉ. Đông quá nhỉ. Ta ra vào đánh ta đó. Mày ra đây thì chắc để đánh đi. Chạy ta ra, chạy chạy chạy, vừa đánh vừa lưu, vừa đánh vừa lưu. Vừa đánh vừa lưu, vừa lưu. Thằng này có ulti nhá. À ghê vết nhỉ. Lưu đi, lưu đi, lưu đi. An ally has been defeated. Kìa thằng vết lên. Mày đợi bố bên đây nè. Mày đợi bố bên đây nè. Đợi bố mà lướt cái bộ đồ đó. Thằng đó bật vít nhỉ. Rồi bố phạm nè. Trời ơi. Đi mẹ thằng rừng. Thằng rừng hết trận cút để cho vào nữa. Đánh tình ngu. Mày nhặt đi rừng. Mẹ kiếp. Đi rừng nhưng bỏ nguyên cả một cánh rừng. Để bên phạm. Thằng kia trượt chơi rồi thì lùi đi. Thôi thằng này cho biết đi rừng để bố mày vào farm hết từng rừng lắm rồi. Bố mày đâu quan tâm đâu con ạ, bởi vì mày hết cơ hội rồi. Bố mày đã cho mày vào nữa đâu. Người chẳng biết được tham vọng của ta đâu. Thôi 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 thôi. Thì bạn kia bên kia rồi. Lôi 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 lôi. Đi mẹ kiếp. Sao lạc thế nhỉ. Ôi ôi. Người nó đứng này. Người nó trôi này. Ông là hack map vào phần hồ sơ TikTok nhá. Bố mày không quan tâm chuột giả gì của mày cả. Chuột mới chậm bọ. Đánh được, đánh được, đánh được, đánh được. Ui. Tiêm đâu? Sao để cái máu ấy lại sợ? Để cái máu này sợ. Ôi lùi đây, lùi đây, lùi đây, lùi đây, đánh mít này. Lấy mít à. Chẳng ai kiểm soát được ta. Bị mẹ. Mẹ thằng này bật mấy cái lồng cụ mẹ.
Bố mày nghe tiếng ho mày làm lồn đi. Rồi tao cấm chắc người ta ra rồi nè. Đi mẹ em thằng lồn này. Chỉ ta mới được ngồi vào ngai vàng của đấng chí tôn. Đánh ngược nha, đánh ngược nha. Đánh ngược nha. Đúng rồi, mà có 3D. Má ơi, nó chẳng nhờ. Giáo chọn đôi đi kìa. Mẹ nó chứ. Có một cái thoáng phép ghẻ. Xin tâm lạnh đâu rồi. Ok, cái thật bố mày ok. Bố mày không làm thì đến giờ mày ok được cơ. Nhìn cái thoáng phép. Người chẳng biết được tham vọng của ta đâu. Bảo vệ đồng minh Elshu. Đi má mày, để bố mày ăn. Bố mày phải hủy tí cái. Không phải nhịn. Mình hót cái con cặc. Đời bị áo cái khổ đê. Định bố mày ăn cái gì. Để có mẹ mà nè. Kìa. Anh nói thấy khó chịu. Khó chịu thì đi ra. Anh nói thấy khó chịu. Bố đâu có cần mày xem mày. Đi mẹ nó gánh gánh chúng nó. Cái thằng kia tao gánh từ đầu đến cuối. Tao bắt đầu đánh thế được chưa. Mẹ kiếp. Ông nào hack map thì đông Zalo đấy à, link Zalo để vào hồ sơ TikTok nha, Facebook bình luận quay vào quay. 7 giờ rồi quay. Quay vào không? Quay vào quay. Thì mày trầm được thuốc à? Ngày đéo nào cũng xem mà bình luận mà đéo cho chơi một trận. À thế là bây giờ mày vào chậm hơn người ta. Thế là bố mày phải kích chúng nó ra để cho mày vào. À quên quên, em xin lỗi anh quên. Bố mới check bên Zalo đã, rồi quay vào. Bố check bên Zalo để cho quay vào đã. 1, 3. Đây rồi. Cái gì đây? Đây có ai đây? Xin đi quy cái gì đây? À, BB Queen. BB Queen. Ghê nhỉ. BB Queen. Cái tên của Zen. Hai đứa mày vào đây chinh chuột à? À. Cái đéo nào sao thế? Sao thằng Danh? Đây là thằng Danh à? Thằng này nó hack map ấy. Thằng cái năm nó hack map ấy. Đi mẹ nó. Từ lào cái tao mệt lắm này. Tao hút nó đưa thuốc à. Thằng Hiếu đâu á? Thằng Hiếu lấy cao thủ rồi. Lấy cao thủ rồi đi rồi. Không thằng này không. Nhất định thằng này không. Đi mẹ bảo tao bảo không thằng này. Thằng này ngu lắm. Nó chỉ đợi bù liếm thôi. Chơi game lúc đéo nó đợi bú liếm. Cái đéo rồi đây. Giờ này bố mày sẽ đi chờ đi đâu được ta. It's your turn to ban. Tao đã bảo thằng lớn lên cao thủ rồi nó không vào nữa. Giờ này bố mày sẽ đánh một con gánh tem. Có gì được ta? Ơ à, tao cấm à? Đi mẹ tao không biết tao cấm luôn đấy. Không đi top rồi, đi top không cay được mạng đâu. Ơ à, sao nó cấm Meo Su nhỉ? Đi mẹ sao nó cấm Meo Su ta?
À gấu. À Liana. Chiều giờ chưa đánh trận La Vi rồi. Đánh trận La Vi. À có tướng mới này. Có tướng mới này, để bố đi trận thủ thôi. Chị mà mày. Mà thôi. Có trợ thủ rồi. Để bố mới tránh ngang đây. Thằng Hà tốt đấy. Để mày lên lên mạng tao à? Không có đâu. À trận này đánh Malok được này. Đẹp quá. Thôi rồi đánh Malok. Malok không vui. Bố mày đánh con khỉ. Bố đánh con khỉ. Điều mà thằng chủ ác nó dùng ngọc ghê thật. Đấy cái này đây. Đó là bố đánh con khỉ. Thằng cha na nó kích mày rồi. Mày ngu thì mày phải chấp nhận đi. Thằng kia không spam nữa bố bạn mày đấy. Bố không đùa đâu. Im rồi bố mày gánh mấy cái thằng ngu rồi. Này bố mày sẽ gánh được mấy thằng ngu chúng mày. Mày có biết đánh khỉ đâu á. Khinh bố mày đánh con khỉ á. Khinh bố mày đánh con thủ con khỉ là đời mày ra bã. Ôi biệt thì đánh mẹ con gian. Mẹ là bài gian. À rắc bài gian của mình. Không sao nha, đánh con khỉ cũng được. Xin đi quyên PTGZEN gì cây. Mẹ toàn tên bẩn bựa. Tao mà hợp các với Garena thì ôi gắn cờ do gây thù ghét cái gì đây. Ôi không không chửi nữa nha. Không chửi nữa nha. Chửi bay kênh đấy. Chửi bay kênh đấy. Không chửi nữa nha. Không chửi nữa nha. Em xin lỗi với anh TikTok nha. Em hứa không chửi nữa. Em có chửi gì đâu. Không chửi gì. À dạ. Sao mày lại có skin đẹp thế ở quay? Skin đẹp ghê nhỉ. Khoe à. À cho mượn ác like mà. Sợ. À skin rách anh em. Thằng danh con này láo nhỉ. À nó cướp bộ đỏ kìa. Nó cướp bộ đỏ kìa. Đập nhẹ một chí mạng. Không ra chí mạng. Ghê mày. Thích tay đôi á. Cái gì ghê mày. Ghê đấy. Ghê đấy. Thằng dài con. Đi mẹ. Định chơi tao á. Gớm nhỉ. Là bố giật cả mình. Bỏ mẹ không được, không ăn được, không ăn được. Thế mẹ đó, thầy dừng nó xuống rồi. Bố mới kéo ra đấy. Không. Không. Bố mày không ngu ở lại. Bố núp ở đây, đợi chúng mày vào trụ bố bổ. Đi mẹ nó. Thầy cái đất chơi chơi tao. Chơi game mà gọi đồng đội. Thế là không quân tử rồi. Cái gì? Cái gì? À đây cũng có bốn rồi nhá. Đi mẹ đi canh thôi. Hỏi đâu đi canh nhỉ. À thằng gấu nó xuống đầu ấy. Gấu xuống đầu ấy. Gấu xuống đầu ấy. Nói như thế rồi nhá. Đồ ăn hại. Đúng là đồ ăn hại. Nói như thế không biết tránh. Đợi đấy, dù cháu nào cũng có phần hết. Bố farm đi đã. Đóng giày. Ui, chí mạng nhiều đấy.
trời ơi, không có tốc biến. Là có hết mana chưa? Chưa. Hết mana rồi. Hết mana, đéo hết mana đúng lúc này. Rơi cho Jin một danh quay. Bố mày hết mana. Bố mày hết mana rồi. Không. Ê dạp, à, ghê mày. Ghê mày. Định làm cái trò chim chuột gì? Rồi cháu nào cũng có phần hết. Băng trụ đi. Chơi này. Đồ vũ liếm. Đồ vũ liếm. Không liếm được cái gì. Nó bảo tập hợp để nó lên nó liếm của tao. Nhớ mặt bố mày đấy. Nhớ mặt tao đấy. Nhớ mặt tao đấy. Còn dành con dân à. Còn liếm hết rồi. Ôi nhiều hàng thế. Thế mà nhiều hàng đấy mà không lên được. Ôi nhiều hàng này ơi. Gấu chạy gấu ơi. Gấu chạy gấu ơi. Chạy đi gấu ơi. Chọn. Gấu ngu quá. Đúng rồi, chết đi. Ở kia cái con rơi này. Mấy con rơi là vớ vẩn rồi. Ui, bỏ mẹ rồi. Bắt bố mà đi top. Giao bố cũng đi top nữa. Ra đây. Không, bố mẹ không đánh thằng này đâu. Bỏ mẹ là kêu liếm hết rồi. À không ăn được đâu. Ê. Ôi, thật chịu nha. Đéo vào được. Cho nó cổ đi. Ý mẹ ăn lắm gì nhiều làm được cái gì. Cần hai này. Ơ ơ sao lại thế nhỉ? Our Slayer Lane Tower is under attack. Sao lại thế nhỉ? Ơ đi mẹ này, rõ ràng rồi đấy, không kịp bắn ulti rồi, không kịp bắn ulti. Đi mẹ, điểm tốt phải thọt quá, không được giao tranh thọt quá. Được rồi. Không được giao tranh toàn quá. Bố đây đi quê. Đấy rồi. Mày bố lão. Mày bố lão. À đây đớp được hai mạng này rồi. Tại sao những pha quyết định ta đập lại không ra chính mạng. Ở đây con này nhân vật mới kém rồi. Không sao nhá. Bố mày đã có thanh kiếm rồi. Nhưng mà bây giờ này bố mày sẽ đi săn lại thằng kia. Đúng rồi. Lộn cổ đi. BB Queen. Đời mày ra vã rồi con ạ. Đập không ra chí mạng. Đúng rồi. Lộn cổ hết đi. Ấy, đời như Lan trước nữa kia nó lộn cổ cùng nhau ấy. BB Queen và PTG Zone. Đúng rồi. Hay quá. Đúng rồi, lượt cổ hết đi. Đớp nhiều lắm mà. À khỉ 3K9. Từ giờ bố mình sẽ cầm lượng kim. Nếu như cầm con khỉ này, bố mình đi farm đã. 4K2 rồi con ạ. Bố mình chỉ kém mày có 1K rưỡi tiền nữa thôi. Không, bố mình không cần ăn mạng. Bố mình chỉ làm những pha quyết định thôi. Thằng rừng nó 4K6, 4K4. Tay đôi luôn. À ghê nhỉ. Bố mày top mày phát nhỉ. Đây rồi à. Sao nó lại đập vào trụ nhỉ. Rõ ràng bố mày đánh cái nút tay này mà. Ơ à. Sao lại thế được nhỉ. Rõ ràng sao nó quả đấy nó quả đấy sao nó lại đập trụ nhỉ.
Có bịp thật đấy. Sao quả đấy nó lại đập trụ nhỉ? Ở dân bịp nha. Ông là hãy mang vào phần hồ sơ TikTok nhá. Với bốn phần bình luận. Là thế trận này bố mày không lên suy giáp nữa. Bố không lên chuyên giáp nữa. Bố mày lên đồ theo kiểu chí mạng. Bố mày đọc cái này. Đọc cái này cho nhiều chí mạng. Bố mày cảm tử cái này vâng à. Bố chưa được ăn mạng. Ôi giời, không cảm tử được. Mẹ gấu này lược quá. Không, bố mày không lên trước đâu. Đi mẹ làm nào tiếp cận được con này đi. Đây rồi. Má trời viên tốc biến rồi. Đi mẹ mày chứ. Thì bố mày ai cũng bùa đó. Ê chúng mày lộn cổ hết rồi bố quay phát TikTok rồi. Lộn cổ hết quay phát TikTok rồi. Bao nhiêu phần trăm chí mạng rồi mà sao không chí mạng? 86% chí mạng đập cũng ra chí mạng. Bịt thoát đấy. Game càng ngày càng nát. 86% tỷ lệ chí mạng đập không ra chí mạng. Không đập thằng này đâu. Đập thằng này nó không ra đam. Ê con hàng này, ê sao biết này? Sao biết ta? Đi mẹ khôn thế. Con nhà ai mà khôn thế mày? Con nhà ai mà khôn thế? Bọn kia nó không chết mà sao thằng đấy nó lại chết nhỉ? Cụ tổ Hà đến rồi. Cụ tổ Hà đến. Ấy trời ơi, nhiều hàng quá. Đến rồi. Mà đợi chó gấu đi đã. Cái gì? Cái gì? Đập. Đi mẹ đập ra chí mạng nhưng mà không có đam à. Đúng kiểu giáp. Đập ra chí mạng nhưng không có đam. Tại sao lại thế được nhỉ? À im mồm đi. Thằng quên nữa ta bảo ta im mồm đi. Bố mày kích mày ra quên. Một ông ở kênh chat vào nhá. Một ông ở kênh chat vào nhá. Thỉnh thoảng đi tem đi. Tình cảm anh em đi lên. Không. Thằng Zena vừa nó lừa ta đấy. Nó lừa ta ép ta đi top để nó ở lại nó cay mạng. Nó lừa ta đấy. Đi mẹ đúng khốn nạn. Một ông nữa. Một ông cái chan nữa. Không. Thằng Danh anh chơi thôi. Đớp mấy trận vừa lấy trong live rồi. Đớp đấy thôi. Nhiều cho người cái chan vào đi. Đánh chơi thôi. Đi. Để cho người cái chan vào nữa. Hiếu. Thôi hiểu chơi rồi. Hiểu chơi rồi. Để cho người kinh chát vào đi. Trận này phải đánh một con KS mới được. Không đánh mấy con đối ôi. Và đánh bố đánh nhau su. Bố mày không cần support. Tem này bố mày đã thừa win rồi. Mày đã đánh 3-4 trận rồi. Không đánh nữa. Đánh lắm đấy. Nhiều người khác. Mày đéo có xe lót cứng đâu. Ê thả chi con đeo su nè. Đánh con khác thì chắc chắn là sẽ không đi top đâu. Ôi dồi ôi nó lấy mẹ đeo su rồi. Nó lại đeo su tao nhỉ. Không đeo su đánh con khác. Đánh con này. Lên bộ.
đánh nhau su vui như thế. Dạo này trình bộ bắn nhau su của tao nó lên tay. À bố với ai? Bố với ai? Quay nó bảo bố với ai, tức là nó đang dọa nạt tao. Tao đố mày cầm con của không với mày ăn được mạng ấy. Tao đố mày đấy. Con của không là cái con phế nhất trong con, tao từng biết tại sao chúng nó đập nó chí mạng liên tục mà tao lại không nhỉ? À Lily đi rừng á, ghê nhờ. Ghê đấy. Không bắt tơ vào like nhá, không bắt tơ vào like nhá. Không bắt tơ bắt tùm gì đâu. Đi mẹ bắt tơ mày ăn hết mạng rồi đâu nữa. Anh em không được cái gì bú cả. Đừng bắt tơ mày ơi. Không. Mà bắt man thì được, đừng bắt tơ. Nên anh bắt tơ thì làm sao tem có ai ăn mạng được. Không không không. Để cho anh em bu liếm đấy chứ. Tao sợ là tao sợ cho mấy thằng kia thôi. Chứ còn tao thì lúc nào trả được mạng. Đứa mày tí nhầm. Thằng nó lưỡi dài nó đớp 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 đớp. Từ đầu đến cuối không cho ai đớp miếng nào. Tem nó không dừng, có dừng. Làm gì có chuyện không dừng. Quay đấy cái gì nữa. Má nó lại còn đánh con vịt. À phải quá, nó đánh con bắt mày. Hà Mai bố vào á? Không có đâu con ạ. Duy chăn lẻ, Duy chăn lẻ giờ đang thất tình nên không chơi game. Ông là hack map vào phần hồ sơ TikTok nhá. Facebook in phần bình luận. Bản hack như trên livestream nha, chấp mọi loại tố cáo, đi mẹ vào trận rồi, không quảng cáo nữa. Trên này muốn bắt thằng nào? À Cẩm Tú. Chốt Cẩm Tú. Đi mẹ không nói nhiều, chốt Cẩm Tú trận này. Biết thế nào là chốt Cẩm Tú không? Yêu Tú, chat yêu Tú phát. Yêu Cẩm Tú. Cả đội xông lên. Đấy. Yêu Cẩm Tú nhá. Mildar, I can sleep till 3 ghê nhỉ, thêm. Vậy Tú có chồng con gì chứ em, ghê mày. Cái đấy việc dép Zalo là việc của thằng Minh, không phải việc của tao. Nó là thằng chủ của tao nên nó phải dép. Cái gì? Nếu như chúng mày thích tay đôi. Má nó bảo yêu Cẩm Tú mà nó không trả lời tao nhỉ. Khinh tao à? Khinh tao thì ăn đạn tử cung, không lời nó nhiều. À giữ lính, từ giữ lính. Không Cẩm Tú ạ. Bố mày sẽ cho mày thành cẩm chướng luôn. Không. Nếu như mày thích tay đôi, 40 cân 2 ông trụ luôn. Bắt đầu quá. Thằng tên phá nha, chú ý nha, thằng tên phá nha. Sao sao không cho vào nữa. À quá. Tốt nha, Cẩm Tú này lắm nha. Đẩy Cẩm Tú về đây. Đẩy Cẩm Tú về đây, còn tông lên cơ mà. Cẩm Tú đẩy anh. Cẩm Tú đẩy anh ơi. Thì mẹ nó tôi bỏ bên đây ra ra bã. À vẫn kịp nha. Vẫn tay đôi được nha. Ôi bố mày ra bã rồi. Tê tê dân. Tê tê dân. Ôi Cẩm Tú chơi tao rồi. Ôi đời mày ra bã văn mù giác. Ôi bị con cáo này. Ê nhanh con cáo này. Con cáo nó vậy này. Con cáo nó vậy này. Đời mày ra bã. Ôi mẹ nó vẫn kịp đu dây về. Không rồi. Đi mẹ nó vẫn kịp. Thằng này vẫn kịp đu dây về ạ. Vì cái gì anh sẽ vì Tú làm chàng. Đi mẹ. Anh sẽ vì Tú làm cha thằng bé ghê mày. Quay. Quay giờ chơi hàng đơn thân à. Chơi đấy. Không. Chưa lên 4. Đi mẹ nó thọt quá chưa lên 4 này. À đây có 4 rồi nhá. À có 4 nữa thì quay còn lên 4 tuổi tao rồi. Thôi quay làm trò mèo quay. Chúng kia.
Chúng kia nhanh lên. Úi dồi, quay lại để đi. Tao xin. Không liếm được cái gì. Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi. Ê, đừng như ba, đánh nó luôn. Nó làm sao mày làm sao được. Tôi vì quyền bố xin. Anh vì vì chơi mà chửi. Đứa nào chửi? Chơi game mà chửi. Đồ văn hóa. Dòng mẹ. Thằng PT còn dây nhưng nó không quan trọng đâu. Hồ ăn con dòng cái. Đây rồi, có hàng đây rồi. Trời đất ơi. À tay đây. Đây rồi. Bé lít kìa, bé lít kìa. Chịu nha. Chịu nha, bé bắn, để bắn bé lít. Ý, hàng này nhiều hàng quá. Ý, nhiều hàng quá. Ý, điều gì chặt chúng một em. Ơ ý mẹ con bướm nó cắn. Con bướm nó chắn mất của tao rồi. Nửa cây. Bố mày đang làm highlight để úp TikTok. Quay. Tao có đấy, tao chạy về, tao bắn bắn để úp TikTok cái mà ai ngờ cái con bướm nó chắn mất. Nhưng mà vẫn phải chốt cầm tú. Cái gì quay? Mày cướp năm à? Ê hàng! Ui, không liếm được cái gì. Không liếm được cái gì. À đây rồi. Mở liếm nhanh quá. Không rồi. Lưỡi dài thật. Cầm tú em nhớ rồi. Thế mẹ cầm tú 1-3 rồi. Chơi cầm tú không? Chúng tôi cầm tú. Cầm tú. Thằng quay đi ra mày. Ở trên linh nghiệp tôi. Đánh tôi luôn. Đời bố mày không biết ngã lúc nào đâu. Bố mày tốc biến. Ủa con cáo kìa. Con cáo kìa, con cáo kìa, chấm máu kìa. À đây là cái gì. Không kịp. Và đến giữ đạn tử cung lại có ở đớp không? Kính tạo cho thằng Peter còn dây nó ăn. Cho cả nào rách. Cầm tú 1-4 rồi. Cầm tú chắc phải lên 10. À cầm tú đóng giày giáp. Giày giáp thì cũng thế thôi con ạ. Farm nhẹ phát. Farm nhẹ đấy, farm nhẹ phải, farm nhẹ đấy. Được chết, được chết, được chết, được chết. Cầm tú, được chết, cầm tú, được chết. Chúng nha. Ê, nó đang chạy, nó đang chạy kìa. Trời ơi, sao đang được chết mà nó chạy. Cầm tú 5 xuống 5 sát rồi. Không rồi. Đến mẹ. Không biết thương hoa tích ngọc là cái gì. Bố mày đến đây. Cầm tú 10 sát tiền win nha. À vừa thả nhẹ một bướm ảo à, ghê nhỉ. Ui thằng này không được, thằng này nó chọc ta đấy. Không, thằng này nó chọc ta đấy. Đóng vào đâu. Tao sợ đó. Ê cầm tú. Ê má cầm tú đứng mẹ trong tế đàn. À cầm tú ra nhá. Cầm tú ra nhá. À tay đây. Mày vận cầu nhỉ. Mày vận cầu á. Mày vận cầu với tao á. Mày vận cầu với tao á. Léo nhỉ. Về không về còn ngồi vận cầu. Bướng ghê luôn. Chả phạm toàn nhá. Liliana đi rừng. Ê tú lại ra kìa. Tú lại ra kìa. Ê ra ra tập tú dọn đường lính đường trên kìa. Bố đâm không, bố đâm không. Anh kia tạo cho đâm. Chúng đấy. Chúng kia. À chúng trụ, quên. Chúng trụ. Hai mươi bốn giây nữa mới có ulti nhá. Đến mẹ bây giờ là bắn ulti hơi nhát. Bắt cái điều hòa.
Ôi, các chú về đi, anh làm quả mega cái. Vâng, làm quả mega cái. Cầm 3 này. Đây rồi. Ơ. Dragon and Slayer have evolved. Cannoneers have spawned. Ơ. Sao lại thế nhỉ? Sao không có đam ta? Sao lại không có đam với đấy nhỉ? Sảm cướp thật. Không phải đâu, tao ao đồ đó mà. Sao lại thế nhỉ? Ê, cầm tú. Cái mấy cầm tú. Cầm tú con hai xác ạ. Sao lại thế nhỉ? À, kiến tạo này. Ông hoàng kiến tạo này. Chúng kia. Thì mẹ không chúng lắp con với mày luôn. Chúng kia. Thấy chưa? Nó làm gì có giải đâu. Ê, tú con bao nhiêu sao? Tú con Isaac. Hai hai hai. Ủa, con hàng kít xì kìa. Mẹ. Cầm thú đã ra nhá. Còn hai xác nữa, hai xác nữa. Đợi tí 7 giây, 7 giây, 7 giây, 7 giây, 7 giây. 7 giây, 7 giây, 7 giây. Đợi tí 7 giây. 2, 3, 1. Để mẹ chúng này. Không chúng làm con với mày luôn. Tao thề không chúng làm con với mày luôn. Kìa. Cầm thú luôn cổ rồi phải không? Còn một nữa, còn một nữa, còn một nữa. Còn một nữa. Yêu tú. Yêu. Cầm. Tú. Một sáng nữa, một sáng. Có lại tử cung nhá. Cầm tú lại ra nhá. Rồi sinh rồi đấy. Rồi sinh rồi, rồi sinh rồi. Chúng kia. Rồi mở quên đây. Còn chúng này đã nhỉ. À tay đôi. Tay đôi. Chạy đi đâu em? Chạy đi đâu? Chạy đi đâu? Ai? Ôi nó chọc tao. Cứu tao với. Hay lắm. Hay lắm. Hay lắm. Bắn con bướm kìa, bắn con bướm kìa, bắn chúng này. Lên quay. Chưa tạm con mày luôn. Được chưa? Đi mẹ nó chưa. Đi mẹ. Tao có nói gì không nhỉ? Xin lỗi nha, xin lỗi quay. Xin lỗi, căng ấy. Cái gì? Bố phải đứng ở nhà bắn ulti lên mới được. Làm quả ulti TikTok mới được. Ê, lên 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 lên. Chúng này, chúng này. Không chúng làm con của mày luôn. Đứng góc này bắn. Đứng góc này bắn để làm quả mấy. Bắn này, kêu gì chặt chúng. Đấy. Bắn nhẹ. Chúng kia, chúng Kissy kia. Chúng kia. Thấy chưa? Chúng với nhá. Thế mà chuột. Sao một đám như thế mà lại chuột được ta? Ôi, nó để bắn cái đéo nào, bắn chuột liên tục này. Ôi, kỳ công ơi, kỳ công, 40 cân luôn kỳ công này phát. À, anh kỳ công, anh kỳ công ơi. Đi rực không biết ăn mục tiêu là cái gì. Ai à? Mọi con này có ông đau thế nhỉ? Ai đau quá. Trời ơi. Game giác. Rồi bố đang cả dòng nè. Sao lại trượt được nhỉ? Dark Slayer has been summoned. Không quên đi. Không đánh con này nữa đâu. Không đánh con này nữa. Đấy con này không vui.
Đấy, con này không hề vui. Thế là trượt nhiều đấy nhỉ. Thế trượt nhiều đấy nhỉ. Sao trượt nhiều vậy ta? Lý do trượt là gì? Chơi game hạng 4 nhục đéo trượt được. Chơi game hạng 4 thế đéo nào nhỉ? Sao lại hạng 4 được ta? Thành đi chi linh vào à? Thôi để cho người mà thôi, cũng được cũng được cũng được, bởi vì ta còn live 30 phút nữa tầm nghỉ rồi. Cái gì đây Baby Quyên? Sao Baby Quyên lâu ấy? Kích Baby Quyên ra đây. À đây, thấy rồi. Con trò này không đánh mấy con vớ vẩn. Đánh ở đây chán lắm, không đánh ở đây đâu. Ờ à, đánh bài gian, trò này đánh bài gian nhá. Trò này đánh bài gian, trò này đánh bài gian. Trò đánh tương mới. Trò chắc chắn ta sẽ đánh tương mới. Đi mẹ, chỉ có tao mới thằng cầm lái thôi. À ơi, Kha. Cái gì? Mày muốn thế nào? Cút. Làm trận Nata đi á. À, cho đánh trận Natalina nào. Cho đánh trận Natalina nào. Pháp sư. Natalina đâu nhỉ? Đây rồi. Ê, hồ, phát rồi, hồ, phát rồi. Lâu lắm đánh con này à? Không biết nó còn mạnh không. Ở sao không có tốc chạy nhỉ? Sao con này không có tốc chạy ta? Ở sao bọn nó không dùng tốc chạy con Natalina này nhỉ? Lấy cái này đi. Khinh bố mày đánh con Natalina này á? Sao đánh Ngọc 86 ta? Ồ, đối với tao Ngọc đéo nặng thế thôi. Không, con Natalina này không mạnh đâu. Tao khẳng định là con này không mạnh. Đéo gì đây? Cái gì? Cho xem nhìn gơi đấy nhỉ? Không rồi. Ồ, TikTok kìa, bên kia có TikTok kìa. Bên kia có TikTok kìa. Cái gì đây? Xiao Xin AD TikTok rồi. Ui, hai TikTok luôn. Ui, hai TikTok luôn. Không rồi. Thua nhá, trận này đầu hàng sớm nhá. Thua. Trận này thua đấy. Đối với tao con mạnh nhất là con Slim. Chả nhớ là mạnh con Slim. Thế đó. Má nó lại còn đi với cái con cây hiền đờ xấy nữa chứ. Hơi đèn đấy. Nó để vậy thôi á? Không, nó TikTok thật đấy. Có thể cộng cho 2 chứ 1 trước nhỉ? Cái gì? Ở đây. Xiao, Xiao. Má nó cho lắm Xiao này. Đừng lừa tao. Đời bố mày không sợ mấy thằng TikTok đâu. Thật, đời bố mày không sợ mấy thằng TikTok đâu. TikTok với bố mày á, bố mày tôi thường chỉ biết bao nhiêu thằng TikTok rồi. Bố mày sấy hết. Chờ tình lê nhá. Ông chào nữa, chào đi ông chào nữa. Khi mà tập trung đánh con này phải. Một thằng ngu, có mèo su. Ông là hành map inbox Zalo nhá. Link Zalo để vào hồ sơ TikTok, Facebook và bình luận. Bản hát như trên livestream nhá, cho mọi lời tố cáo. Để mọi người quá. Chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Chào mừng đến Bình Nguyên Vô Tận. Cộng chiêu 2 trước, à cộng chiêu 1 trước. Đúng lên giày này. Cái gì? Đi bị quyên à? Đánh nhẹ xịt rồi đào vết. À bọn trái cái đường đó lắm. Im mồm.
Chỉ mẹ để im rồi bố mới tập trung đánh con này. Ôi ôi. Tấn công trụ. Take it off. Mẹ nó chứ. Thằng kia tăng bích. Chửi cái đéo đi. Ban kênh bố bây giờ. Ôi ôi. Tôi tầm. Ơ nó cứ bùa đỏ kìa. Nó ăn bùa xanh, nó ăn bùa xanh, nó ăn bùa xanh. Thằng này chắc còn chừng trị. Ai đây đây. Móc lên. Bọc đầu này, bọc đầu này, bọc đầu này, bọc đầu này. Cái gì? Ủa đau thế. Má con này nó liếm mất rồi. Bố mới tốc biến. Mày kiểu gì mày cũng phải lao vào chiêu 2 của bố mày thôi con ạ. Má nó nhỉ. Hồi đen đấy nhá. Không liếm được cái gì. Ra đây. Ra đây. Ném nhẹ. Má con này nó chưa định hướng, nó khốn nạn quá. Lên 4 cái, lên 4 cái. Lên 4 cái, lên 4 cái. Bố Hà xuống đây nhá, bố Hà đang xuống nhá. Kiểu gì chả có em nào đi qua đây. Em biết này, em biết này, em biết dọn linh xong kiểu gì đi qua đây. Đó. Chạy đi đâu. Cái thằng kia. Cái thằng kia. Để nó đi qua đây mày. Cái thằng. Không có cái tác dụng gì trong game. Đau quá. Đau quá. Đau. Ở gì ông đau. Cái gì. Ở thằng này level 3. Bố mày xin nhá. Bố mày xin nhá. Không liếm được cái gì. Giờ đừng có gạ tao đánh con này nữa nhá. Phế thế nhỉ. Nhìn này, nhìn này, nhìn này, nhìn này. Nhìn này. Hôm ra. Chơi game biết quân tử nhá. Đấy rồi. Thằng kia lộ sai giả vờ đi ra đi. Để nó biết nó không tao đấy. Nhìn này, nhìn này, nhìn này. Đó. Bây giờ thì chạy đi đâu. Đúng cho canal Jack. Cái gì? Cái gì? Cái gì? Không trúng. Bị mẹ nó. Đúng game Jack. Ném nhẹ để chặn đầu. Rồi xịt. Thì không trúng. Hàng kia. Vì bố nó liếm được. Trong buổi này. Không liếm được một cái gì. Đấy con này là phò nhiều hơn là liếm. Ê hàng này. Ném nhẹ một phát choáng ơi. Rồi ôi không biết liếm nữa thì nghỉ mẹ game đi. Việc của mày đấy. Biến mẹ đi. Biến mẹ đi. Đồ ngu đồ ăn hại. Dâng cho tận mồm không biết liếm nữa. Đồ ngu. Quá kém. Và bố mày bắn quả eo su đấy không được trượt. Đấy rơi à. Cái con má. Không phải bên nó không biết chơi mà là bên này nó ao trình quá. Không liếm được cái gì. Bố mày con bùa xanh này bố mày cũng bất tử luôn. Đúng rồi, chết đi. Mẹ nó chứ. Không đánh Natalina đâu nhé. Chứ mẹ đánh con này. Đánh con này vào game nó cứ như kiểu làm phò làm phạch ấy.
Liếm được cái gì? Đây rồi! Đây rồi! Ôi chị thằng này! Không liếm được cái gì? Má con tướng kìa! Đi mẹ hỏi sao? Không có người nào chơi con này bao giờ! Trời! Thì không ai chơi con này bao giờ! Về về về! Con 5 mắt! Đây rồi! Một thằng này, thằng thứ hai này. Ôi dồi ôi, đúng cho căn áo rách. Đúng là cho căn áo rách. Đi mẹ 109 á. Chơi game 109. Lên chỗ bùng nổ với cái rồi. Má cái chiều, tốc độ bài chiều nó quá chậm. Cái gì? Ném nhẹ một phát choáng. Vậy hết 40 cân. Đau mày. Ui, chút bỏ mẹ rồi. Thằng bắt tôi. Ê, để tao bây giờ có tên chết đi. Nhìn này, xiêm một phát 5 thằng luôn nhé. Xin năm nhá. Làm phát xin năm. Đúng rồi. Đúng rồi, quay lộn cổ đi quay. Không được cái gì. Đi mẹ sao chúng nó không dồn dồn vào với nhau nhỉ? Đây rồi. Chẳng nhẽ không liếm được mạng nào nữa. Đi mẹ chơi game 2010 đánh cái gì? Sao chúng nó không đầu hàng nhỉ? Đấy là gieo bạn Thùy Dung, bạn tí nói. Trách Thùy Dung. Đích TikTok của bạn Thùy Dung là ND ship trừ 265 nhé. Đi mẹ trách. Ôi để mẹ xinh ấy. Ôi nhưng mà bạn này có con rồi. Thôi bỏ qua. Mẹ điếu tí tuổi đầu mới học tốt nghiệp cấp 3 xong đã có con rồi. Lần mới đây. Một trận nữa. Đi mẹ. Lừa bố mày đánh cái con này. Cứ lừa bố mày đánh con này nó không liên được cái gì. Trận cuối hết lại. Không đánh con mấy con vớ vẩn nữa đâu. À kim cương, mày khinh bố mày á. Bài giàn, chắc chắn là bài giàn, trận này tao sẽ đánh bài giàn. Bố mày đánh bài giàn nó là thương hiệu mẹ. Bài giàn bố mày đi trợ thủ. Ai à? Người nhỉ? Anh Dũng, Linh Anh yêu em. Đi mẹ chúng mày chim chuột vừa thôi. It's your turn to ban. Ý là bọn này bây giờ nó kết hôn sớm ấy nhỉ. Thấy chụp ảnh kỳ yếu xong thế bê ảnh sau đã thấy đã bê con này. À thằng Zana nó còn ra kênh chat nó chửi tao. Kim cương rách cầm hack map oai lắm mà con. Hồng ơi. Cho con nào rách à. Phản chủ à. Azerbaijan. Azerbaijan, bố mày sẽ trèo lái con thuyền này. Được chưa? Để tao. Trận này bố mày không tìm được người mày. Bố mày là con mày luôn. Đánh một con, tấn công. À, mít đi tia. Ghê nhờ. Gớm á, hay giòn này. Chàng này. Ông là hành map inbox Zalo nhá. Link Zalo để phản hồ sơ TikTok, Facebook, viên phần bình luận. Bản hack như trên livestream nha. Cho một loại tố cáo. À, ghê. Bố mày mới là thằng đi support đây này, cút ngay. Trời này muốn bắt. Trời này muốn bắt thằng Minh Hoài này, thằng AD. Mà không sao, bắt thằng nào cũng được, đi uống ngâm nước ấy. Ở tốt mà.
Ông cụ tổ ngài cầm lái này, cầm tốc biến ông ta, ông cầm tốc biến, cầm ngất ngây này, cầm ngất ngây này. Nếu mà nói về khả năng cầm lái thằng Jana chưa bao giờ ăn được tao. Thật. Bộc phá cái gì gấm ngất ngây. Hà ảo hà em á. Sao lại ảo? Bố mới cầm bộc phá. Bố mới sẽ dẫn dắt thằng Jana đi bắn. Trời ơi, à set lớp ghê nhờ. Set lớp ghê đấy. Set lớp với tao. Đấy đấy, rồi cháu nào có phần hết. Đi mẹ sao biết thế, cầm tốc biến nhỉ. Trận này tao chỉ đèo không đèo được thằng trận này tao chỉ không đèo được thằng Thành thôi. Còn thằng nào là tao đèo được hết. Đâu rồi? Bọn này nó chim chuột ở nhà. Chơi game mà ở nhà chim chuột mày. Thằng đi biết đi kìa. Ủa, đứa kia AFK. Đời mày ra bã rồi con ạ. À. Sao BB Queen lại AFK mày? Không rồi. Mày lầm đường lạc lối à? Đau quá. Ôi được vậy. Đau vậy nữa. Mày ra đây. Mày ra đây. Thành đánh nó Thành. Bố lên này Thành. Mày sợ nữa. Bố mới có chiêu hất tung ấy. Bố mới chịu nha. Bố không vào được đâu. Rồi. Đấy rồi, bố mới có giày đây rồi. Cái gì? Về đây này. Đi mẹ thằng này lên 4. Không, nó cần 2 đấy. Nó cần 2. Tao cần lên 4 á. Never mind. Ghê mày. Thôi ra lên 4 nó mới vui. À chửi tao. À chứ mà tao quên. Vui. Mày quên cái gì mà quên. Bố láo. À mày bố láo à. À mất tốc biến nữa. Về cái. Không về đâu. Phun tanh. Không. Về cái. Don't be appalled. Dragon has been defeated. Better than any other meat. Về cái ta lên đó. Kìa, phải chơi game mày làm gì ấy? Đấy, dọn linh nha, xong tôi trông lên bổ thằng mít nhá. Lên! Đi. Bố phải lỗi kỹ thuật tí. Bố lỗi kỹ thuật tí. Bố lỗi kỹ thuật tí làm gì căng đấy. Bố lỗi kỹ thuật tí. No, this is not a weapon. It's an instrument. À, bảy giây. 6, 5. Ê, đứng ra đường lớn đi. Đi đường, nó ở trong vùi bé tao bị ai bị mắc. Thằng này. Nhanh mày. Nhanh con lên xe không? Mẹ. Nhanh lên. Đi mẹ chơi game cứ núp là cái gì. Đời khổ ấy. Không à. Thế thì quay. Bắt
Đây. Đi con. Lỗi tao. Đi mẹ. Tờ thi vô chỉnh lại được. Cái đéo là nó tao mắc khớp thế nhỉ. Bố mày tay chỗ. Lôi tim thì căng đi. Đi mẹ. Làm gì căng thẳng ấy, từ từ. Về cái, về cái, về cái. Đương nhiên tao sẽ lên phun tủ rồi. Không lấy cái này. Ê, quay, 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 anh đón, quay. Quay anh đón. Quay. Tuyên bố lần này. Tuyên bố, tuyên bố. Mà tuyên bố là phải tuyên bố. Thấy gì chưa? Thấy chưa? Tin tao. Đừng tin thằng Thành, tin tao. 28 giây nhá. Không lên đồ kiểu này thì sẽ không có hồi nhiều hồi chiêu đâu. Bố mới lấy cái khiên này cho có 20% hồi chiêu. Tin tao. Đi mẹ kiếp. Bố mày dân tủ lái rồi. 10 giây nhá, 10 giây nhá, 10 giây nhá. 4. Ra được lớn đi. Mẹ đâu lên đi. Cái đi. Ơ, cái đi đâu. Cái này. Cái này. Đi. Ra đường lớn đi. Đường nhỏ tao không cua. Đường nhỏ tao không cua được. Đi mẹ ở ra. Ra đường lớn đi. Đường nhỏ. Đường nhỏ bố mới không cua được. Thành biết chưa Linh? Đâu mày? Bố mày mới là thằng có bộc phá đấy con này. Từ hồi nào đó. Ê ra đường lớn đấy nhá. Mày đừng có chui vào ngóc 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 ấy. Mày chui vào ngóc thì tao không cua được. Mày chui vào ngóc anh ngã chết tao không cua được. Đi mẹ mới học bằng rồi bắt cua rồi. Đây đây đây. Lên. Quên lên luôn. Bố thế này được rồi. Bỏ đi. Không nhanh là không đỡ được mạng đâu. Cái mẹ nó sai sai cái gì vậy ta. Ui ui mày thật cái đám to đấy. Đứa mày mày lên phép à. Lại nhá lại 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 lại. Lỗi kỹ thuật đi, lỗi kỹ thuật đi. Phải ra đường lớn cơ, đường nhỏ không cua được. Đi mẹ. Băng thằng chủ nha, băng chủ nha, băng chủ nha, băng chủ nha. I am going to feast your eyes. À, bật tay cái tên, bật tay cái tên. Bố đây nè, bố đây. Bố đây. Lên. Ủa bỏ mẹ đi đường vòng rồi. Đọc quá. Tao lên tanh nè. Ui, hồi sắp đôi kìa. Sắp đôi. Sắp đôi. Để mẹ sắp đôi thật. Rồi nhá, đóng cái này, đóng cái này hồi máu cho nhiều. Thằng PT cờ dên. Thằng PT cờ dên, số phát 12 mạng rồi. Thằng Zana số phát 12 mạng rồi. Đèo thằng pháo nó có thế nào ấy. Bố mà đến đây. BB Quyên. BB Quyên có con tim nào. BB Quyên. Ơ, này kê kê. Đang đây nó có dùng được con tim không? Hả BB Quyên. Thôi, đây này đón thằng Zana. Tí mẹ, đéo tim BB Quyên được. Zana, ra đường lớn em ơi. Đừng nhỏ không cuốn.
Mẹ nó. Má con. Cái cục, cái cục này, cái cục này, tao không nghĩ cái cục này nó cản được. Lại 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 em ơi, ô tin ô tin, có lại ô tin này, ô tin này, ai bắt được lại đến đây, ra đường lớn, ra đường lớn, bố thằng này không chạy. Thôi bố xin lỗi. Bố mày xin lỗi. Bố mày xin lỗi mày thật. Tại cái tường nó đầy quá. 3 giây, 3 giây. Cho bố chuộc lại lỗi lầm mất. Cho bố chuộc lại lỗi lầm. Lỗi tao. Ôi không lái nữa. Không lái. Đi mẹ. Lái này hỏng rồi. Thôi lái BB Queen rồi. Đi mẹ. Lỗi. Quay. Quay em ơi. Để phải băng trụ nha. Ui. Điếm vào cua được. Ở đây ơi. Điếm vào cua được. Cái điếm nào cứ vào cua để mắc tường nhỉ. Ở đâu cua đâu. Thằng chó thằng Hà nó cay nó chửi tao à. Thôi nha. Không cua nữa. Họ quên đây tao hết giờ lại à. Ông là 23 Zalo nhá. Link Zalo để vào hồ sơ TikTok, Facebook, kim phần bình luận. Bạn 2000 trên livestream nha, cho mọi lại tố cáo. Không quên à. Mày lắm ơi. Cánh da nam mày quá. Bố Hà đến đây. Bố Hà đến đây. Bắt chủ luôn nha. Bố phải ném cái cục này ra đã. Vào. Đi mẹ mày, sứ mệnh kiếm thế tao làm gì thằng kia. Mày điên à. Lỗi tí. Wait. Wait. Hết giờ lại à. Mày đó mày. Đùa. Cái mẹ. Không muốn thế chuyện gì mà ghê tết. Cái mẹ. Thôi nha. Nghỉ đây. Hết tờ lại rồi. Ông nào mua anh map thì inbox Zalo nhá. Link Zalo để vào hồ sơ TikTok, Facebook, kim phần bình luận. Bạn hát như trên. Không thiếu tay. Cái mẹ mồ hôi tay ra lái cũng chuẩn lắm, nhìn căng đấy. Ông nào hát map thì inbox Zalo nhá. Link Zalo để vào hồ sơ TikTok, Facebook, kim phần bình luận. Bạn hãy đi trên live stream nha, cho mọi lần tố cáo. 9 giờ sáng mai lại tiếp nha. Giờ mệt lắm rồi. 3 tiếng, đủ 3 tiếng rồi. Nghỉ nha. Bàn cái điếu nhờ, bàn live stream mà bầm thì bàn cái gì. Điếu chuyện bàn. Thôi nghỉ nha. 9 giờ sáng mai gặp anh em nha. Cái điếu gì đây. Ôi trời, 43% nào. Thôi nghỉ nha, nghỉ. 9 giờ sáng mai lại tiếp nha. Vân kênh này, kênh trùng kênh danh Hà nhé, nghỉ đây.